Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ khai thị cho con có ông bạn đi chùa thì tụng kinh lại Phật rất ngoan, nhưng sau về nhà không bao giờ chịu tụng kinh lễ sám là sao? Trời, cái này hỏi ổng chứ. em có ở trong bụng ổng đâu mà em biết ổng nghĩ cái gì. Có thể như thế này, tức là mình cũng đoán thôi nha. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như ông nghĩ rằng thôi bây giờ mình về chùa mình tụng thời kinh một tuần lễ vậy là đủ rồi, về nhà không cần thiết nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, quý vị đừng lầm là phải về nhà tụng kinh mỗi ngày mới gọi là đúng. Dĩ nhiên là đó là hành trì là tốt tốt chứ, nhưng mà có những người, người ta không làm như vậy. Một lần về chùa là người ta tụng, nhưng sự ứng dụng của người ta có, thì cái này cũng không thể nói người ta sai. Nhiều khi người ta tụng một mà người ta tu ba, còn mình á, tụng năm mà tu có phân nửa, phải không? Nhiều khi mình tụng có 1.5, mình hành có 1.5 mà mình tụng tuần lễ 7 bữa. Nhiều khi tụng nhiều nhưng mà cái ứng của mình chưa bao nhiêu. Còn nhiều khi người ta tụng ít mà người ta có sự hành trì. Dĩ nhiên là người ai hành trì mỗi ngày là điều tốt, nhưng có những trường hợp chúng ta phải nhìn lại. Mình đừng có để ý người ta tụng kinh hay không, mà mình hãy để ý coi người ta sống như thế nào. Người ta sống như thế nào mới hiểu được là người ta tu như thế nào, là thấm nhập lời kinh như thế nào. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi, chà, này phải nói thêm bài kinh nữa. Phật có nói một bài kinh, người tu có bốn dạng. Có nhiều khi ở ngoài sống mà trong chính, như loại trái cây có bốn thứ. Phật nói có một bài kinh trái cây có bốn thứ. Có nhiều khi ngoài sống mà trong chính, có nhiều khi thì sao? Ngoài chính mà trong sống, có nhiều khi chính ngoài chính trong, có nhiều khi sống ngoài lẫn sống trong. Thì có nhiều khi chúng ta nhìn như chính vậy đó, mà đụng tới nó sống nhăn, nó thuộc dạng chuối chát. Tức là mình nhiều khi thấy ngoài nghiêm trang đạo mạo, không, Nam Mô A chân trái, Di Đà Phật chân phải, ai mà đi trật một cái chết nha, mày đi về tội chết. Phật mà đi chân trái, Phật phải chân phải, mình quy định đàng hoàng mà không nghe Phật nói. Mình quy định Phật phải chân phải mà chưa bao giờ câu nào trong kinh nói câu đó. Mình tu đã tuệ giác nó sanh, đại diện cho Phật luôn. Bắt chân phải phải là Phật. Không? Nhiều khi á, nhìn ở ngoài thì rất chính, phải không? Nhưng mà khi tới gần thì rất sống. Cho ở đây á, thì thứ nhất, mình không thể quy định người ta tu hay không do sự tụng niệm hay là không có tụng niệm. Quý vị có nhớ Ngọc Lâm Quốc Sư không? Ai coi phim Thoát và ai đọc truyện Thoát Vòng Tục Lụy, hai huynh đệ tu chung. Ông Ngọc Lam á, thì ông bê bối, hãy kiếm ổng là thấy ông ngủ, không bao giờ thấy ông tụng kinh. Vậy mà cuối cùng ổng là người giúp đỡ cho sư đệ mình. Còn sư đệ của mình lúc nào cũng oai nghi dữ dằn, nhưng mà cuối cùng lại là người thua cuộc. Thua đây không phải là hơn thua trong cái vấn đề tu hành, mà hoàn toàn không có nắm bắt được cái phương pháp tu học của mình. Cho nên thưa đại chúng, là nhiều khi mình khoan quy định đó. Nhiều khi thấy cái ông đó mặc long bào, mình tưởng ông thái tử, hay là mình thấy cái ông đó mặc đồ rách rưới của cái bang, mình tưởng ông thật sự là cái bang. Cho nên ở trong cuộc sống của chúng ta đó, cái cõi này nè, tịnh độ nó có bốn thứ tịnh độ. Cõi của Phật A Di Đà được gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ, nghĩa là Phật, Bồ Tát, các vị thánh tăng là thánh. Chúng ta là kẻ phàm mới vừa được lọt lên trển, ở chung, ở ké. Cho nên cõi cực lạc Phật Di Đà được gọi là cõi phàm thánh đồng cư. Có nhiều khi mình tu lơ mơ, mình chưa được thượng phẩm hay trung phẩm mà hạ phẩm. Mà hạ không phải là hạ phẩm thượng, mà hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà cái kiểu này là kiểu dớt giác. Hạ phẩm hạ sanh được lên tới trển là còn phàm phu mà. Nhưng mà mình ở trên đó thì lại được cái cơ hội nghe Pháp mỗi ngày, cho nên từ từ mình tiến hóa. Cho nên mình là phàm được lọt lên trển, Phật Bồ Tát chịu khó ở chung với mình, cho nên gọi là phàm thánh đồng cư.
Bây giờ quý vị nhìn lại coi cõi đời này chúng ta có cái dạng phàm thánh đồng cư không? Có, phải không? Cho nên mình cũng không dám ai nhìn không dám nhìn ai là phàm hết à. Tốt hết là học như ngài Ấn Quang dạy đi, ta là phàm phu còn người khác là Bồ Tát. Cho nên nhiều khi á, người ta hiện cái tướng là tu ra la ra vậy đó, để cho mình bực bội, mình tu ra gắt củ kiệu chơi. Nhiều khi người ta hiện cái tướng vậy để mình tu cho vững lên. Mình không dám định là người này đúng sai, nhưng mà hãy nhìn cái cách sống của họ để chúng ta được hiểu là họ là những người tu như thế nào. Con nghe Pháp có dạy rằng càng tu thì phước sanh nghiệp giảm, đồng nghĩa là khi phước sanh thì họa sẽ giảm. Nhưng cũng có nghe là khi ta càng tu, nhất là tu đúng, thì nghiệp sẽ đổ. Khi đổ nghiệp thì hoạn nạn sẽ đến. Hai điều này có gì mâu thuẫn không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Có một trường hợp nói rằng mình tu nhiều chừng nào thì phước nó sanh, nghiệp nó giảm. Nhưng mà có trường hợp là mình tu thiệt nhiều thì đổ nghiệp nó đổ. Thưa đại chúng, không có gì mâu thuẫn mà nó hỗ trợ cho nhau. Mình càng tu đời này nè, càng tu đời này thì phước đời này nó sanh. Nhưng mà nghiệp mà nó đổ là đâu phải nghiệp đời này, nghiệp quá khứ. Nó đổ cái quá khứ, nhưng mà nhờ cái phước đời này, cho nên chúng ta biết quán chiếu và đủ sức để chịu cái nghiệp cũ. Pháp Hòa ví dụ, trong người Pháp Hòa có bệnh, nhưng mà lọt qua được tới xứ Pháp, uống được mớ thuốc tốt. Thì uống được thuốc tốt, nhờ uống được thuốc tốt cho nên bệnh cũ nó tái phát, phải không? Thì chúng ta không đến nỗi bệnh hoạn, và chúng ta nhờ cái thuốc tốt này mà giúp cho cái bệnh cũ ở trong người mình nó có phần thuyên giảm hoặc là nhẹ hơn. Cũng như thế, nếu mình không có tu hành gì hết, nghiệp chắc chắn cũng sẽ đổ như thường lệ. Nhưng người không tu thì nó ra tới đâu là khổ tới đó. Còn người hiểu đạo rồi thì sao? À, biết kiểm nó liền. Người chưa hiểu đạo thấy nghiệp là nghiệp, người hiểu đạo rồi có phước nhìn rồi thì thấy nghiệp là nguyện. Hồi đó mình không biết chăm sóc người thân, mà mỗi lần chăm sóc là giũa. Trời ơi, tôi không biết tôi mần ăn khổ báo gì, toàn là nợ không, báo đời báo hại gì đó. Nhưng bây giờ mình biết tu rồi, không, nguyện chăm sóc người bệnh mà không phải là nghiệp, nguyện. Quý vị thấy các vị Bồ Tát không? Có bà con gì với mình đâu, mình cũng phải xin các ngài. Có một ví dụ trường hợp vậy, Phật ở tuốt Ấn Độ mà giờ mình người Việt Nam cũng xin ngài phù hộ. Ví dụ vậy. Bây giờ ở đây nè, mình tu á, là mình có một cái năng lực, năng lực để chúng ta chấp nhận được tất cả mọi hoàn cảnh. Nhờ vậy cho nên tất cả những cái nghiệp quá khứ nó có đến với mình biết tiếp nhận. Bây giờ Phật tử hiểu tứ diệu đế, khổ, trong khổ đó có bệnh khổ, già khổ. Thì tự nhiên bây giờ mình có bệnh có già, buồn mà không có khổ. Bị sao? Hiểu đạo rồi. Chứ đâu phải quý vị hiểu đạo rồi cái không già không bệnh đâu, phải không? Mà bây giờ già bệnh là một phần của cuộc sống, nó tới với mình thì mình không có quá đau khổ. Trời ơi, sao tôi bệnh như thế này, tôi khổ như thế kia. Không phải, mình có cái phước để mình nhận ra được cái đó. Cho nên á, càng tu càng có phước. Phước này là phước gì? Phước trí tuệ. Phước để chúng ta nhận tất cả mọi hiện tướng, mọi thật tướng của thế gian này. Sanh, trụ, dị, diệt. Thấy không? Đây nè, hoa này nè, đây là sanh nha. Bây giờ quý vị thấy nó tươi vậy phải không? Tạm gọi là trụ. Nhưng trong thời gian nó trụ, nó đang dị. Dị là nó biến đổi. Đến một ngày nào đó nó diệt. Giống như mình dị mỗi ngày, mỗi tháng mình đâu có biết đâu. Lâu lâu nhìn kỹ mới thấy có đường nhăn. Chứ thật sự ra mình già trong từng giây, từng phút. Mình đang biến đổi từng ngày mà. Đến một ngày nào đó mình mới thấy rõ là mình già. Cho nên thấy được thật tướng của các pháp là sanh, trụ, dị, diệt. Thế giới này là thành, trụ, hoại, không. Con người của mình là sanh, già, bệnh, chết. Phước là mình thấy được cái đó. Cho nên mọi cái thật tướng thế gian nó hiện rõ, mình nói được hết. Mình nói được hết, cho nên mình vượt qua được tất cả mọi khổ ách.
như ngài quán tự tại. Đâu phải ngài thấy ngài thâm bát nhã thâm sâu rồi là ngài không già không bệnh đâu, nhưng mà ngài thấy rõ ngũ uẩn là không, sắc thọ tưởng hành thức tạm thời gom lại, hễ mà nó gom lại á thì gọi là ngũ uẩn, nó ngăn che làm cho mình khổ sở với nó gọi là ngũ ấm. Và ngài quán triệt, ngài thấy rằng à, mình có con mắt thì dĩ nhiên phải nhìn tướng, nhưng mà nếu mà con mắt nhìn cái tướng thôi không đắm nhiễm gì hết thì cái tướng đó là tướng cảnh, sắc cảnh, còn hễ tôi đắm chìm với nó thì gọi là sắc sắc trần. Cho nên cũng là cái phước thấy được Phật pháp như vậy. Cho quý vị bây giờ quý vị nghiệm câu Pháp Hòa nói, quý vị lâu lâu quý vị lên tắc bạch này. Chúng con nhận thấy rằng mình còn chút phước duyên, sanh ra đời này được đầy đủ sáu căn, được gặp Phật pháp, nhận mình có phước rồi. Nhưng mà tất cả những cái gì nó biến đổi trong cuộc đời này, nếu mình không có cái phước nhận ra sự thật đó, trầm luân đau khổ. Còn có cái phước nhận ra hết tất cả rồi thì khổ đau không còn. Cho quý vị thấy không? Đường đi thỉnh kinh khó không? Của thầy trò Đường Tăng khó lắm. Tại sao Tôn Ngộ Không có thần thông không vận cái một đưa thầy bốn thầy trò tới Tây Phương Cực Lạc mà phải để đi một đoạn đường dài như vậy? Muốn thỉnh kinh nghĩa là muốn tới cái chỗ an vui đó, đâu phải cái vèo mà tới đâu, phải trải qua nhiều khó khăn. Mà khó khăn đó không ai hết á, tự bốn thầy trò, ba người đệ tử là tham sân si, ông thầy chính là mình, ngài Huyền Trang là mình, ba đứa Tôn Ngộ Không, Ngộ Tịnh, Ngộ Năng là ba đứa tham sân si, nó nằm trong mình, nó là đệ tử của mình. Mình đi chùa mình thỉnh kinh nó cũng đi theo, rồi lâu lâu nó đánh lộn, nó cũng anh em nó giành ăn nha, nó gây gỗ à. Nhưng mà thầy ra thầy dàn xếp. Và cái đứa nào thông minh phải dạy nó tu. Ngộ Không thông minh lắm, phải trồng trong cái đầu ổng kim cô. Kim cô đó là gì? Đó là giới pháp, đạo đức. Một người thông minh mà không có đạo đức, không có giới pháp thì nguy hiểm, hại người, phải không? Cho nên cả một cái bộ phim Tôi Du Ký, gọi là Tây Du Ký, đoạn đường đi tới Tây Phương, chúng ta cũng là những người đang đi tới Tây Phương, tức là chúng ta đang cầu học, cầu mong cái sự lành thiện. Mà sự lành thiện không phải dễ dàng, mà nó phải trải qua nhiều khó khăn. Có phước lắm mới được thấy những điều đó. Cho nên mình có phước để có trí tuệ, có học Phật. Học Phật để làm gì? Để khi những sự việc nó xảy ra, nghiệp chướng nó đến, chúng ta đều biết nó mà không khổ. Vậy thì hai cái này nó làm sao? Nó hỗ trợ cho nhau chứ không có gì mâu thuẫn. Bạch thầy, thọ bát quan trai chiều uống sữa được không? Uống bằng ly hay uống bằng bình? Ở trong giới bát quan trai á, có một cái giới thứ 8 á, là không ăn phi thời. Nghĩa là không ăn ngoài giờ quy định. Ví dụ như chùa đây có cái lệ là qua buổi cơm trưa rồi là không ăn nữa. Thì tất cả quý vị đồng tuân thủ cái đó. Hễ cái gì để vô miệng mà nhai là không được. Còn cái gì nuốt không phải nhai là được. Ví dụ như sữa, nước trái cây vắt ra thì được. Còn muối cam mà để vô miệng nhai nó có sát thì không được. Vắt nó ra, bởi vì không ăn mà mình uống thì được. Cho nên sữa nó không có dính dáng cho chuyện ăn đó. Trừ khi nào sữa mà có thêm gì vô thì mình nhai là không được, phải không? Còn mình uống sữa hay uống nước trái cây là được. Hoặc là có nhiều chùa ta nấu nước cháo. Hồi xưa ở Việt Nam đâu có tiệm mua sữa đâu, toàn nấu nước cháo cho uống buổi chiều. Có thể ở đây, không biết ở đây có cho ăn chiều không? Có cho ăn chiều không? Có chứ. Đó là phương tiện nha. Nhưng mà đại chúng nhớ vậy nè, ăn chiều cũng không có phạm giới. Vì sao? Thứ nhất là mình đồng lòng ăn một cử nữa vì trị cái bệnh đói khổ của mình. Người nào cũng uống thuốc hết á, mà không ăn thì làm sao uống thuốc. Cho nên cái buổi chiều á, chúng ta gọi là dược thực. Dược thực là ăn thuốc, chứ đừng nghĩ là mình ăn ngon. Bây giờ ví dụ chiều nay á, hồi trưa còn cái gì mang ra ăn lại, thì sắp hạ tới phiên mình, hết cơm rồi, còn chén bún mình ăn bún, còn ổ bánh mì mình ăn bánh mì. Chiều còn cái gì mình ăn cái nấy, mục đích là no cái bụng để qua được một đêm, gọi là dược thực. Còn ví dụ lỡ mà đại thư sư cô thương mình quá, nấu cho mình một bữa ăn chiều rất là ngon,
Nhưng mà cũng đừng khởi tâm ngon dở nữa. Lỡ có cái dở cái ngon gì đừng khởi, mà luôn luôn tâm niệm đó là dược thực. Và quý vị thấy không, muốn vô cái chùa này, cửa hông, cửa trước, cửa sau, vô cửa nào cũng được đó. Cho nên giờ sư bà mở nhiều cửa cho vô, nghĩa là tu bác quan trai cho ăn chịu. Quý vị phải cảm ơn sư bà đó. Cho Pháp Hòa biết cho nên chưa đâu có ăn nhiều. Kính bạch thầy, lúc còn sống mình có nên cầu siêu cho mình hay không? Thì cái này là chuyện của mình muốn cầu siêu cho mình thì mình cầu chứ có sao đâu, thấy không? Nhưng mà bây giờ quý vị hiểu sao chữ cầu siêu mà mình sợ? Tại vì á, Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, chỉ cần á, mỗi ngày mình nguyện cho con, trong cái thời kinh mình thường hay nguyện, hiện tại đệ tử chúng con phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, nhớ không? Thường nguyện câu đó gì? Là một hình thức siêu rồi. Siêu phiền não, siêu khổ đau. Chữ siêu là vượt. Chỉ cần mình vượt phiền não, vượt khổ đau là cầu siêu. Nhưng mà chúng ta không cần thiết kêu một Phật tử ra nằm ngay chánh điện đây, rồi lấy cái tấm Đà La Ni đắp, rồi xúm lại niệm tiếp dẫn đạo sư, hỏi chi vậy, thực tập chết. Tối nào cũng chết hết đó. Không cần phải thực tập ngay chánh điện như vậy. Quý vị hiểu ý và nói vậy đó. Cho nên trong cái sự tu hành đó, chúng ta phải hiểu, nhiều khi chúng ta phải nhận ý quên lời. Nhận ý quên lời là chúng ta nhận ra được cái thâm ý, còn lời lẽ chúng ta đừng quan tâm. Ví dụ quý vị gửi danh sách lên chùa, nhờ thầy cầu an cho con, cô thư ký cổ không biết hay là cổ quên, sau đó cổ ghi nhầm qua danh sách cầu siêu. Hoặc thậm chí đưa lên đúng cầu an mà thầy chủ lễ ông đọc sao hồi qua thành cầu siêu. Ngồi ở đó, ngồi dưới đó, nghe tên mình đọc lộn qua danh sách cầu siêu, mà mình phiền não là không an rồi, mà mình phiền não là không siêu rồi. Cho nên phiền não là an siêu đều mất hết. À, thầy đọc tên con qua cầu siêu, ngồi bình thường là an. Rồi mình nói không sao, siêu phiền não, siêu đau khổ, vừa an vừa siêu luôn. Quý vị hiểu ý không? Đừng có sợ, đừng có sợ. Cho nên thậm chí bây giờ quý vị hay nguyện mà, nguyện cho con hiện đời tinh thần minh mẫn, trí tuệ sáng suốt, một hậu lâm chung, vãng sanh cực lạc. Nghĩa là mình xin Phật cho mình được sáng suốt minh mẫn, đến một ngày nào đó rồi mình theo Phật thì mình được theo, mình đi theo Phật, có gì mà sợ? Đó là chẳng không phải là những điều mình muốn sao? Cho nên cái chữ cầu nói như vậy không có nghĩa là phải ghi tên mình vô danh sách cầu siêu. Không phải vậy, nhưng mà thật sự hàng ngày đó, trong cái thời kinh quý vị tụng á, nguyện cho chúng con phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, hiện đời tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm, mai hậu lâm chung, vãng sanh cực lạc, là đủ hết rồi đó. Trong đó quý vị vừa an vừa siêu cho bản thân mình rồi đó, chứ không nhất thiết là phải ghi tên mình vô danh sách cầu siêu hay làm cái hình để lên trên bàn thờ thờ trước. Dạ không cần, chúng ta không cần những cái đó. Con là Phật tử sơ cơ, con có vài điều không hiểu rõ, xin thầy giải giúp dòm con. Nam mô Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Trong trường hợp nào đọc chữ tiếp dẫn đạo sư, cúng cầu siêu, vân vân, đại khái là như vậy. Thì kính thưa đại chúng, khi chúng ta niệm một danh hiệu của Phật, thường thường á, chúng ta hay để thêm vào những cái công hạnh, những cái việc làm của mỗi Phật, mỗi Bồ Tát vào. Chứ thật ra tên của quý ngài chữ nó nhiêu đó thôi. Ví dụ như câu này, câu vừa hỏi đó, Nam mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Nhưng mà bởi vì mình muốn nói thêm Phật A Di Đà là một bậc đạo sư. Đạo sư là gì? Là thầy dẫn đường, tiếp dẫn tức là dẫn dắt mình đi. Hai bốn cái chữ tiếp dẫn đạo sư là mình thêm vào để nói lên được cái công hạnh của Phật vậy thôi. Chứ không phải mình tụng là thêm câu này mới là đủ, bỏ ra thì là thiếu.
Nhưng mà thường thường mình tụng kinh mình hay thêm thắt để cho cái câu văn câu cú nó được trôi chảy, nó hay vậy thôi. Và đồng thời câu này thường niệm vào những cái buổi cầu siêu, tại vì người ta nghĩ rằng mình đi cầu siêu thì mình cần nói lên cái vấn đề tiếp dẫn đạo sư để cho cái buổi lễ nó linh động, nó hay thêm. Bây giờ quý vị Nam Mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật cũng được, nhưng mà cái câu nó ngắn, mà xưa nay mình niệm quen rồi, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. Mà hễ mà có cầu siêu cái mới thêm chữ tiếp dẫn đạo sư, còn không có cái thì không để. Nhưng bây giờ thí dụ bây giờ ở nhà mình mỗi ngày mình tụng kinh bình thường mình thêm bốn chữ tiếp dẫn đạo sư được không? Được, có sao đâu. Thì mình chỉ nói lên hạnh của ngài, chứ đừng có sợ mình đọc cái này cái ngày tới ngày dẫn mình đi. Có nhiều người không nói là tại vì mình mới cử, mình nói mình đâu có cầu siêu đâu mà tiếp dẫn đạo sư. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống hàng ngày của mình lúc nào cũng cần một đạo sư, lúc nào mình cũng cần một người tiếp dẫn. Như vậy thì bất cứ ai xuất hiện trong đời mình dẫn dắt mình đi được trên con đường chánh gọi là đạo sư. Thế thôi chứ đâu có sợ gì mà không niệm. Nhưng mà bây giờ quý vị có bỏ ra cũng không hề trật, bởi vì nguyên thủy tên Phật chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật. Ngay chữ chữ Nam Mô mình cũng thêm vào đó. Bởi vì chữ Nam Mô là gì? Là cung kính, là đảnh lễ, là quy mạng, vân vân. Cho nên chữ Nam Mô là mình thêm. Thêm để cho nói lên cái sự trân trọng danh hiệu của Phật. Thí dụ mình nói A Di Đà Phật, có nhiều vị nói vậy không có lễ, phải thêm chữ Nam Mô. Giống như là cung kính vậy. Thành thử là có những trường hợp bỏ bớt hai chữ, dùng bốn chữ thôi, phải không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói tiếp. Thích Ca Mâu Ni, nhiều đó đủ rồi. Mình lại dành, mình sợ người ta dành với mình thêm hai chữ Bổn Sư vô nữa. Bổn Sư là gì? Là thầy của con. Cho nên Phật không có cái hiệu nào là Bổn Sư Thích Ca cả. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni, chấm hết. Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ mình thêm bởi vì mình muốn xác định ngài là người thầy trong cuộc đời này, của thế giới mà chúng ta đang sống đây. Cho nên chúng ta thêm hai chữ Bổn Sư. Chứ còn không có Phật nào tên là Bổn Sư Thích Ca. Tên đúng nguyên thủy là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai chữ Bổn Sư của mình thêm. Rồi, Quán Thế Âm Bồ Tát, đủ rồi. Nhưng bắt đầu mình thêm vô Đại Từ, Đại Bi, cứu khổ, cứu nạn. Mà sợ nạn không đủ là linh cảm nữa. Rồi linh cảm chưa đủ nữa, phải cứu cho rộng, cho nên thêm chữ Quảng Đại. Thấy không? Rồi mình chưa nói đủ, mình nói phải Quan Âm mặc áo trắng và bạch y. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tầm thinh cứu khổ cứu nạn, Quảng Đại linh cảm bạch y, Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài ngồi trên, ngài nói kêu đại đi, tôi mệt quá. Tôi ngồi đợi nghe tên của tôi không, tôi cũng phát mệt nữa. Đó là mình thêm. Quý vị thấy rõ không? Rồi bây giờ mình thêm nào. Khi mình niệm Quan Âm là Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì mình muốn cho đủ, cho nên mình lại thêm là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mấy cái chữ, hai chữ là Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Hạnh, Đại Trí, tất cả là do mình thêm. Còn thuần hiệu của ngài là Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn mỗi vị chúng ta thêm câu vô để nói lên cái công hạnh của mỗi vị. Bởi vì Đức Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ, muốn nói rõ ngài là trí tuệ, cho nên mình thêm hai chữ trước Đại Trí. Muốn nói rõ Đức Phổ Hiền tượng trưng cho nguyện, cho nên là Đại Nguyện, Đại Hạnh. Rồi chúng ta muốn nói Đức Địa Tạng Nguyện, cho nên mình thêm chữ Đại Nguyện. Vậy thôi. Chứ còn thuần hiệu của các ngài là chỉ có vậy thôi. Cho nên bây giờ trong trường hợp thường là người ta trong những cái buổi lễ cầu siêu người ta thêm vào. Nhưng mà thật sự không cần thêm cũng được, mà lỡ cầu an có thêm cũng không sao cả, đừng có sợ. Mình thì hay sợ lắm. Bình thường cứ muốn vãng sanh mà hễ ai mà niệm tiếp dẫn đạo sư là thở rừng hơi ấn ấn. Theo là thậm chí là muốn vãng sanh mà tụng chú vãng sanh lại không chịu. Đó. Thấy không? Là nữ ra trường hợp này mình phải để ý. Rồi cái câu thứ hai.
Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cái chữ Linh Sơn á, là muốn chỉ cho cái núi Linh Thú. Thay vì kêu Linh Thú Sơn thì bỏ bớt chữ Thú, Linh là tượng trưng cho Linh Thú, chữ Sơn là núi. Ý muốn nói là cái ngọn núi Linh Thú nơi Đức Phật thuyết pháp ở tại thành thành gì của vua Tần Bà Sa La là thành Xá Vệ, phải không? Ở thành Xá Vệ có một cái ngọn núi, cái hình dáng của nó nhìn giống như con chim thú, cho nên gọi là núi Thú, mà tiếng Hán gọi là Thú Sơn, cho nên tiếng Việt mình gọi là núi Thú. Nhưng bởi vì bây giờ cái câu này mình tạo ra để chúng ta niệm tất cả Phật Bồ Tát có mặt trên cái núi đó khi Đức Phật Thích Ca giảng kinh, cho nên mình phải niệm chung một câu là con xin quy hướng đảnh lễ tất cả Phật Bồ Tát ở trên núi Linh Thú. Cái câu đó nghĩa là vậy đó. Cho nên mình niệm là Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng, tức là tất Phật Bồ Tát ở trên đỉnh núi Linh Sơn này. Rồi bây giờ ở trong ngôi chùa này mình thờ Phật một hai tượng là biểu tượng thôi, nhưng mà khi chúng ta niệm chúng ta cũng muốn đảnh lễ hết Phật Bồ Tát ở trong cái đạo tràng này, cho nên mình mới có một câu tổng hợp là Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đạo tràng là gì? Là cái nơi nào có sự tu hành, là tất cả Phật Bồ Tát quy tụ về. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa ra, Hòa thưa kính bạch sư bà viện chủ, sư cô trụ trì, sư cô phó trụ trì gì đó, mình nói một hai câu thôi. Nhưng mà rồi giờ đại chúng ở dưới này là nhiều quá, nói làm sao? Thì bây giờ tổng hợp làm sao? Kính thưa toàn thể đại chúng hiện diện trong pháp hội hôm nay, thì cái câu mình niệm cũng vậy. Thí dụ mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Quan Âm, niệm xong hết rồi, giờ nhiều quá con ngồi cũng kể sao hết, cho nên con tổng hợp lại câu Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát, hay là Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, hay là Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật. Hội này là hội nói kinh Pháp Hoa, thì Phật Bồ Tát có mặt trong cái hội Pháp Hoa. Ví dụ nè, Phật Bồ Tát có mặt trong cái hội Hoa Nghiêm thì chúng ta là Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cái câu này á, trong kinh sách thường gọi là gì? Tổng thể Tam Bảo. Tổng thể Tam Bảo. Còn nếu ví dụ mình niệm nè Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, đó là tổng thể Tam Bảo. Nếu mình niệm rời ra Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật, đó là tổng thể Phật Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Thập Phương Pháp, đó là tổng thể Pháp Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Thập Phương Tăng, đó là tổng thể Tăng Bảo. Còn nếu chúng ta đọc rõ tên từng vị Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái đó gọi là gì? Biệt thể Phật Bảo. Biệt thể là tên riêng từng vị. Còn bây giờ Phật đông quá, mình gom chung lại câu Nam Mô Thập Thường Trụ Thập Phương Phật, đó là tổng hợp tất cả chư Phật. Quý vị hiểu được câu này ha. Rồi thì bây giờ cái câu Linh Sơn Hội Thượng là như vậy. Rồi trong này hỏi tiếp nghĩa Linh Sơn như thế nào. Rồi bây giờ nói ngày nay Linh Sơn này là như thế nào, có giống như núi Tu Di? Dạ, chữ ai muốn biết thì qua Ấn Độ biết. Đi chừng vài trăm nấc thang là sẽ tới được cái đỉnh núi này. Và nếu mình đứng mé xéo một chút thì mình thấy có một cái mỏm đá nó đưa lên, thì cái mỏ nó nhìn giống như dáng con chim thú, từ đó mới gọi là núi Thú hay là Thú Sơn. Mà Đức Phật thường ở trên cái núi đó để ngài, bởi vì cái núi đó đặc biệt á, là nó không nằm ở trong thành thị mà nó cũng không quá xa thành thị. Ngày xưa mà khi Đức Phật chọn chỗ lập chùa đó, thì Đức Phật thường hay nhắc các thầy đừng lập chùa quá xa thành phố, nhưng mà cũng đừng lập chùa nơi thị tứ. Ngày nay thì chúng ta có hai rõ ràng, thể muốn gần gũi cho quần chúng được đi thì chùa đặt ngay trung tâm để cho người ta dễ. Bởi vì sao? Thời bây giờ chúng sanh tu hiện đại, đúng không? Xa xa quá thì có cớ nói chùa xa. Cho nên giờ phải sao? Phải phương tiện dẫn dắt là bằng cách là chịu khó vô phố, gọi là nhập gì? Hội nhập với chúng sanh.
Kính bạch thầy, hoan hỷ khai thị cho con muốn tụng chú Đại Bi vào khoảng 20-21 giờ vì con bận đi làm. Kính thầy cho con được rõ muốn tụng giờ nào tụng, không có quy định giờ nào cả, giờ nào thuận tiện cho mình thì mình cứ tu. Thậm chí có những người không có thời gian về nhà tụng kinh gì hết, tụng trên xe, từ xe lái về chùa, về nhà, từ nhà lái ra sở, tu trong mọi hoàn cảnh, mọi giây, mọi phút. Thay vì mình không tụng kinh, bây giờ thí dụ mà ta không được, không được tụng kinh giờ này, vì giờ này Phật ngủ, thì mình không tụng kinh mà giờ về giờ này buồn quá làm gì, thì mở karaoke. Thì quý vị mở ra nhạc, quý vị hát, quý vị mở phim, quý vị xem. Thì bây giờ nghĩ đi, xem phim với cái tụng kinh nào hơn? Thì mình tụng kinh. Cho nên không có giờ nào cũng được hết. Và thậm chí thật sự ra thời gian năm tháng không có cái gì đúng hết. Chính vì vậy mà tại sao trong kinh, mở đầu kinh chỉ nói là một thuở nọ, hay là lúc bấy giờ mà không nói ngày giờ năm tháng. Bởi vì nói lúc nào cũng được hết. Bây giờ thí dụ mình đang ở Pháp nè, mình nói là hôm đó ngày 23 tháng 6, nhưng mà cuốn kinh này mai mốt viết xong rồi lọt qua tới Việt Nam thì 23 tháng 6 này là 24 tháng 6 bển rồi, phải không? Rồi mình nói là vào giữa trưa nóng bức bên Úc, ta nói ủa ngày này tôi nhớ đâu có nóng, mùa đông mà. Quý vị thấy không? Vì vậy trong kinh không dùng ngày tháng năm gì hết, mà chỉ để một câu là lúc bấy giờ, là một lúc đó thôi. Ngày tháng giờ ngày có gì đâu mà nói. Cho nên đừng có bị cái chuyện, có nhiều người hồi nhỏ mà nhớ 8 giờ tối không cho thắp nhang. Hỏi sao vậy? Cửa thiên đình đóng rồi, đốt nhang lên trển không có vô được cửa, rồi không ai chứng cho mình. Đấy, Phật tử là không có nói mấy cái đó được. Phật tử mà thỉnh sư bà vô chụp hình, thỉnh thầy vô chụp hình, con vô nó không được, có 3 người à, chết ngắt. Ở sao chết? Chết chắc, trước sau cũng chắc chết. Chắc chết là chết chắc gì nữa. Con thường đem Phật Pháp lan rộng đến gia đình và những người xung quanh, họ rất thích. Nhưng họ nói rằng Phật Pháp thích hợp với những người tốt, có ý sống tỉnh thức. Nếu với những người thực sự vô minh thì Phật Pháp có công hiệu không? Ví dụ như vô minh như những người khủng bố thì Phật đối trị ra sao? Chà, bữa nay dám đụng tới khủng bố nữa. Ai hỏi câu này lát đừng có gọi đi tới mấy chỗ khủng bố nha. Thưa đại chúng á, không phải những người khủng bố mà họ là những người vô minh. Bởi vì họ cũng có cái minh, tức là cái nhận biết của họ, nhưng mà biết sai lầm thôi. Mà mình, tại mình đứng phần mình, nhưng mà họ nói họ đúng, tại vì họ làm được việc cho thánh thần gì của họ đó. Cho nên mình cũng không thể, không dám nói. Tại vì bây giờ ai dám, mình nói mình là minh, họ nói mình vô minh, mình thờ những cái gì đó không đúng, họ thờ mới đúng, phải không? Thật sự ra ở đây á, tất cả mọi người, thậm chí cho nhất xiển đề, trong kinh gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là người như thế nào? Người bất tín, không còn tin nhân quả, tội phước, bất cứ cái gì. Và thậm chí mình nói người này là hết thuốc chữa. Nhưng mà đối với con mắt của Đại Thừa, nhất xiển đề cũng có ngày chuyển hóa. Tại vì sao? Vì Đức Phật luôn luôn xác định một con người họ đều có cái khả năng tình thương của họ, nhưng mà họ chưa phát triển tới đủ thôi. Và cũng đừng nghĩ rằng Phật Pháp chỉ để cho những người tốt. Thế thì mình không phải là mở phòng mạch. Một người bác sĩ mở phòng mạch không thể nào tuyên bố rằng chỗ của tôi chỉ chữa những người hết bệnh, khỏe mạnh, ai bệnh xin mời đi nơi khác. Ông bác sĩ không, bác sĩ là phải nhận bệnh nhân, chứ bác sĩ đâu có phải là nhận những người không bệnh. Cũng như vậy, nhưng mà nó có hai trường hợp. Phật Pháp
những người thượng căn thượng trí, người ta tiếp nhận một cách mau lẹ. Và có những người, người ta căn trí chậm chạp, người ta tiếp nhận lâu hơn, thời gian dài hơn. Bây giờ quý vị nhìn, bây giờ Pháp Hòa ví dụ, hột é để vô nước nở liền, măng khô ngâm vô nước không mềm, phải bỏ vô nồi hầm, hầm bao lâu đó thì măng nó mới mềm, mới nở. Thấy chưa? Mà thậm chí mà mình chỉ rỡ ngoài nó mềm mềm á, nấu chưa chắc nó đã mềm. Măng mà mình, măng mà ta chấp nhận ăn măng khô thì phải hầm cho nó tới, còn không thì măng chỉ nấu cho nó có mùi mà không ăn được. Quý vị nấu xôi, mặc dù là nếp nó nở, nhưng cũng phải ngâm nếp, rồi cũng phải cho nó khoảng thời gian nào để nó nở được hột nếp, phải vậy không? Làm cơm rượu, nếu mà chúng ta chỉ xôi một lần nếp rồi nhắc xuống vò men, làm lúc làm nó vẫn ra cơm rượu, nhưng để lại 3 ngày sau nếp ở trong nó sống là hết, lúc ăn hột nếp nó sừng sực, vì chúng ta không biết cách hấp nếp. Muốn làm cơm rượu nó nở, để 10 ngày trong tủ lạnh hột nếp vẫn không có cứng thì phải hấp nếp 2 lần. Chẳng những vậy mà lần thứ nhất mang xuống phải xả nước thiệt sạch để cho cái chất nhờn của nếp nó trôi đi, nó không bao hột nếp lại thì nếp nó mới không bị nín. Độ người cũng như là mình nấu nếp vậy, có những người chỉ thấy họ sơ sơ tưởng trơn trơn vậy là được rồi đó, không phải. Cho nên có những người họ như vậy đó, nhưng mà nếu chúng ta trì chí thì chúng ta cũng sẽ làm được cái điều đó. Quý vị thấy không, làm sao mình tin được một bức tường ở bên Đức, bên Đông Đức, Tây Đức có ngày nó sụp đổ, những quốc gia hoàn toàn gì đó cộng sản mà có những ngày nó trở thành ra những quốc gia không cộng sản. Một con người cháu cho mình trong nhà, trời ơi, bữa nay mình không ngờ nó tu, không nói được. Cái đó gọi là bất khả tư nghị. Nhưng mà nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi cái sự trì chí của chúng sanh, hay là trì chí của mỗi con người. Trong kinh Địa Tạng nói, con thắc mắc một điều là tại sao ngài Địa Tạng đưa chúng sanh ra khỏi địa ngục rồi, rồi họ lon ton họ trở vô nữa, làm nhọc cho ngài Địa Tạng quá. Quý vị nhớ cái câu đó trong kinh không? Đó, vậy thì tại sao? Vì có những chúng sanh, nó làm sao? Nó là những người, có những chúng sanh họ chỉ là những người hốt tỉnh hốt giác, lát họ mê lát họ tỉnh, chứ chưa phải là toàn giác. Mà bây giờ chúng sanh mà hốt tỉnh hốt giác thì nhiều, mình cũng vậy thôi, chứ có khác đâu. Nếu mình toàn giác thì mình là Phật. Mình hốt giác hốt mê tụng kinh mà lúc nhớ lúc quên, mà tụng bài chú Đại Bi 30 năm rồi mà giờ thuộc Đại Bi còn chưa trọn, mà nội cái tụng khúc cuối á, na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, là mình ra hoài mà không ra nổi cửa. Cuối cùng bực quá thôi, án tất điện đô mạng nữa. Có không? Cho nên thưa đại chúng là mình không có nói ai cứng đầu cứng cổ. Pháp Hòa chỉ đưa một vài cái ví dụ ngay cuộc sống của mình. Có những cái cây á, thí dụ quý vị trồng cái cây cúc, lỡ mình quên tưới nước, nó khô queo, nó nhẹ ửng cái bình à. Trường hợp đó mình phải đem vô dặn nước ấm, ngâm ở trong cái bình đó một hồi cho nước nó rút, rút từ từ lên, tới chiều là nó tỉnh cây cúc lại. Còn mình đi ngang cầm một cái ly nước xói vô vậy, làm sao nó đủ nước nó rút? Phải cho nó đủ nước để nó rút, nó tỉnh lại cây cúc đó. Đó, rồi Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình nè, mình ăn chay bao nhiêu năm, nhưng mà thỉnh thoảng mình còn trả giá với Phật. Phật ơi, bữa nay con bận đi đám cưới, mai con ăn bù. Rồi bữa nào mình mệt mỏi mình cũng đâu có chịu tụng kinh gì đâu. Tôi nói chung là cuộc mình là những người Phật tử thuần thành đó, mà đôi khi, rồi thậm chí mình tức giận ai quá, mình còn nói là sao, tôi bữa nay tôi chấp nhận đọa đọa địa ngục mà. Tôi phải dợt cái người này mà được, thế này thế kia, phải không? Cho thưa đại chúng, đối với Đức Phật,
Không có ai là người bất trị hết đó. Nó đòi hỏi mỗi chúng ta là gì? Cái thứ nhất là cái nhân duyên với người đó. Nhiều khi á, mình không đủ duyên độ họ, mà biết đâu chừng mai này có một cái nào đó độ được họ sao. Quý vị nhớ không? Phật khóa hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Phật chỉ độ được những người có duyên với Phật thôi, còn người không có duyên Phật chịu. Phật chịu, Phật không thể độ được. Bởi vì quý vị thấy không? Tại làm sao Ngài A Nan gần Phật như vậy mà cuối cùng Phật mất rồi Ngài A Nan vẫn chưa chứng quả đó? Rồi Ngài La Hầu La nhỏ nhất trong chùa, mà thậm chí Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất độ không được những bà già keo kiệt thời đó, mà gặp Ngài La Hầu La thì họ lại nghe lời. Cái gì cũng phải nói tới cái duyên. Vừa rồi Pháp Hòa nói cái bài duyên đó ở Stuttgart, Bình Đức. Cuộc sống của mình là phải gieo duyên nè, kết duyên nè, phải không? Rồi giao duyên nè, rồi mình cầu cái thuận duyên nè, không muốn nghịch duyên nè. Rồi bên cạnh đó mình cũng có phước duyên nữa. Nhiều khi mình muốn duyên mà phước mình không có làm sao được. Rồi thậm chí tệ nữa, vô duyên, không có gì hết. Vô duyên đây không phải là ăn nói vô duyên, mà vô duyên mình không có đủ duyên với người đó. Có những vị thầy làm đạo không được, tức là không giảng, không thuyết pháp được, tại vì chúng sanh không nghe. Có những vị thầy làm chùa không được, có những vị đi tới đâu lập chùa được tới đó, có những người suốt đời lập không được một ngôi chùa. Đâu phải là chuyện đó. Rồi có những vị rất giỏi nhưng mà cả đời không có một người đệ tử. Rồi có những người không có học hành gì, chỉ tối ngày niệm Phật thôi, khuyên người niệm Phật mà đệ tử hàng khối. Thành cái chuyện duyên đó mình cũng khó nói. Cho nên những người này nhiều khi đời trước không? Họ có duyên với cái đạo giáo đó, và cái đó là cái cách mà họ sống. Một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra được một cái mặt khác của thế giới nữa, thì họ bao bọc được cả. Họ bây giờ họ thấy mình sai, họ thấy họ đúng. Ngược lại mình thấy họ sai, mình đúng. Cái thấy nào cũng là biên kiến thôi, chưa phải là cái toàn vẹn. Đến khi nào họ thấy ồ, họ thấy họ đúng, nhưng mà những cái kia mình phải mở lòng để mình tiếp nhận. Đừng có làm một con voi mà chỉ rờ cái lỗ tai của con một người mù mà rờ con voi, rờ nhầm cái lỗ tai thì gọi là con voi như cái quạt, hay là rờ nhầm cái chân thì bảo rằng con voi nó như là cái cột nhà. Diễn tả được một phần của con voi mà không nói được hết trọn vẹn cái con voi. Ở đây cũng như vậy. Thôi bây giờ mình đừng nói chi những người khủng bố, nó xa với mình quá. Những người gần gần mình đây nè, có những người mình nói nó được đâu, phải không? Giáo pháp của Phật như một trận mưa. Cây đại thọ sẽ rút nước nhiều, cây trung bình rút nước một phần, ngọn cỏ nó hút theo ngọn cỏ, thì ai cũng đều thấm nhuần tùy theo cái căn cơ trình độ. Ngày hôm qua mình nói vị nhân tất đạt. Có những người, người ta không tin Phật pháp, mình không cần dùng những từ Phật pháp với họ. Quý vị biết ở bên Pháp Hòa, mỗi chiều thứ sáu có khoảng 30-40 người Mỹ vô ngồi thiền. 20 mấy năm nay thứ sáu nào họ cũng vô ngồi thiền, nhưng họ không phải là Phật tử. Có những người linh mục, mục sư, hay những người đạo chúa, đạo gì đó, nhiều chùa mà đeo cái thánh giá bự vậy đó. Có sao đâu, Pháp Hòa không có dùng từ thiền gì đó với họ. Quý vị ngồi tịnh tâm, mình chỉ cho họ phương pháp thực tập tịnh tâm. Mà khi tâm họ tịnh thì tự động họ sẽ đóng góp một phần nào lành thiện cho xã hội, cho mọi người. Mà đạo Phật không phải là đạo thần, đạo thánh gì cả, mà đạo Phật là cách sống chỉ cho con người sống thiện, sống chân, sống tốt, chân thiện mỹ. Người sống được chân thiện mỹ là đạo Phật. Đạo Phật đâu phải để cho mình nói chuyện thần thánh, mà đạo Phật cho con người. Ngày nào con người còn khổ, ngày đó đạo Phật còn có mặt. Ngày nào có người hết khổ, đạo Phật không cần. Ngày nào có người còn bệnh, những công ty bào chế thuốc vẫn phải tiếp tục bào chế. Đến khi nào con người không có bệnh thì thuốc để làm gì, phải không? Cho nên thuốc chỉ để trị bệnh. Những đường lối hướng dẫn chỉ cho tất cả mọi con người, mà có những người tiếp nhận được, có những người chưa tiếp nhận. Cho nên có những người bạn của mình, ai cũng là bạn, không ai là kẻ thù hết đó. Nhưng mà bạn, những người hiểu mình và những người chưa hiểu mình, nhìn người ta được như vậy thì mình mới đi tới cái chỗ an lạc được.
Xin thầy giảng đừng đem chợ vào chùa. Cái này nó cũng đơn giản thôi, tức là ý nói á, không phải trong chùa không mà ở nhà nữa. Đức Phật dạy cho một cô dâu của ông cấp cô độc á, một hôm Phật tới nhà ông chơi thăm, thì Phật ổng đang tiếp Phật trước vậy nè, thì ở sau nhà nghe tiếng cô dâu chửi bới quăng quát. Phật mới hỏi: ủa hôm nay nhà của trưởng giả có chuyện gì mà ở sao ồn vậy? Thì ông cấp cô độc ổng sẵn dịp ổng cũng mới than, ổng nói: con dâu nhà con đó Thế Tôn ơi, từ ngày con cưới nó về giống như con bưng nguyên cái chợ vô chợ vô nhà con vậy đó, chuyện gì nó cũng la lối sùm mà nói không có được. Con cũng rầu lắm mà giờ nó thương thằng con trai cho nên con nhịn nó dữ lắm. Thì Đức Phật nghe như vậy, Đức Phật nói: thôi thôi, bây giờ ông mời cái cô dâu đó lên cho tôi thăm. Thì khi mà cổ bước lên, cổ gặp Phật cái cổ e thẹn, bắt đầu giọng của nó xuống giống giống mình vậy đó. Thì khi mà gặp Phật rồi thì Đức Phật mới hỏi là: nãy giờ con làm gì dưới? Thì cổ mới kể ăn lèo. Thì cổ mới nói bạch Đức Thế Tôn, con không có dám tự khoe với con là vợ vậy vợ vậy. Phật nói: ồ vậy hả, ta cũng có 7 loại vợ, ta muốn kể cho con nghe, con nghe cho kỹ đi rồi con tự chọn con làm vợ loại nào dạng vợ nào. Vợ như bà chủ, vợ như đầy tớ, vợ như chị hai, vợ như bạn, vợ như ác nhân. Phật liệt ra một lô 7 loại vợ. Thì ở đây chỉ muốn nói rằng Phật dạy thêm là một người đừng bao giờ đem rác ở trong nhà mình ra đường, cũng đừng bao giờ đem rác ngoài đường vô nhà. Nghĩa là đừng bao giờ đem chuyện trong nhà ra nói, cũng đừng bao giờ đem chuyện bên ngoài không cần thiết đem vô nhà mình. Có nhiều khi vợ chồng ăn cơm nhưng chúng ta không có chuyện gì của gia đình mình nói hết, toàn nói chuyện ông năm ông bảy, chuyện hãng chuyện xưởng. Một lát mâm cơm nó có thể xuống đất chỉ vì hàng xóm chứ không phải vì gia đình mình. Có những trường hợp là vợ chồng gây gổ không phải vì chuyện của vợ chồng, toàn là chuyện hàng xóm, chuyện bá gia bá tánh, phải không? Thành thử ra cái câu là đừng mang chợ vô chùa, nghĩa là chúng ta đừng mang những câu chuyện thị phi thuộc thế sự, nó không cần thiết để bàn trong một cái đạo tràng. Bây giờ quý vị cứ nghĩ, một tuần á, mình chỉ còn có mấy tiếng đi chùa, tụng kinh, công quả là hết giờ rồi. Thời gian mình được thanh tịnh cái tâm mình cho nó trọn, không bao nhiêu hết. Thầy cứ cố gắng thanh lọc. Cái gì không có quan hệ chuyện tu học Phật Pháp, chúng ta đừng bàn thảo, để cho một ngày đó 4 tiếng đi chùa, 5 tiếng đi chùa, nó được trọn vẹn. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nói một lần không sao, nhưng mà nhiều ngày nó thành nghiệp. Cái khổ ở đây là chúng ta nói nhiều lần, nhiều ngày thành thói quen, và chúng ta trở thành một cái tập nghiệp. Và chúng khi chúng ta thành trở thành một tập nghiệp rồi á, nó sẽ tạo thành một tập đoàn. Tập đoàn này là sáp lại là không có chuyện Phật Pháp mà toàn chuyện thế gian. Chính cái tập đoàn này sẽ làm cho những người mới tới, họ né, họ tránh, họ sợ, và họ rất không dám đụng tới mình, tại vì họ thấy rồi. Cho nên cái tu của mình không khéo, cái ứng mình không khéo thì trở thành ra một cái điều nó không hay. Cho nên cái chữ chùa ở đây á, nó còn có cái nghĩa nữa. Thưa đại chúng, chữ chùa được định nghĩa làm sao? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là vihara, âm lại là tăng già la, dịch nghĩa là tịnh xứ hay là tịnh địa. Thế nào gọi là chùa, thế nào là tịnh xứ, tịnh địa? Vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ gọi là chùa. Tức là cái chỗ đó rời xa cái xấu, gần gũi cái lành. Bây giờ nếu chúng ta là những người tới đây mà chúng ta sống thực tập sao mà cái nghĩa này nó trật, thì chúng ta không làm cho cái nghĩa chữ chùa nó đúng nghĩa. Làm sao mà cho người ta nhận được rằng nơi này là cái chỗ vui vẻ, an lạc để người ta tới, thì mình là những người đã định nghĩa chữ này một cách đúng đắn bằng cái cách là thực tập của chúng ta. Chứ chúng ta không để cho cái này nó trở thành ra cái nơi mà người ta cho nó là cái chỗ thị phi tốt xấu. Người xưa có câu nhắc nhở mình: thị phi trung nhật hữu,
bất thính tự nhiên vô, chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người, biết nghe miệng miễn cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Nghĩa là chuyện thị phi mỗi ngày đều có, mình không nghe tự nó thành không. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô, không nghe thì tự nhiên nó trở thành không. Vô ở đâu? Thứ nhất, không dính vô mình. Thứ hai, người nói thời gian mệt mỏi quá không nói nữa, vì nói tới mình thấy vô nghĩa, vì mình không có phản ứng, không có gì hết. Không phải mình khinh người ta, nhưng mà tự mình biết điều đó nó không lợi cho mình. Và tự mỗi người phải nhận thức, mình phải có bổn phận truyền bá Phật Pháp bằng cái cách sống của mình, chớ không thể nào bằng cái tập nghiệp của mình được. Quý vị có thấy mỗi người chúng ta đều có một cái tập nghiệp, ai cũng có cái nghiệp riêng của mình. Chữ tập đây là huân tập, rồi chúng ta gom lại thành một khối, cho nên rồi chúng ta không khéo là lây cái nghiệp của nhau. Mà mình vô đi để làm gì? Để giúp cho nhau giải nghiệp. Cho nên mình mới tụng sám hối đó. Một cái thời sám hối là cùng phát tâm sám hối, cùng phát tâm giải nghiệp với nhau, mà chúng ta không nguyện, không có kết thêm những cái oan gia nữa. Cho nên là sám hối đó, hình thức sám hối là chúng ta lạy Phật tụng kinh vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải có một cái phương pháp là gì? Chân thật sám hối là tự mình thấy được cái lỗi của mình để chúng ta cải đổi. Thì qua được như vậy đó, thì chúng ta là cái người mà có thể làm một cái công tác là không đem chợ vào chùa. Chữ chùa là cái nơi tịnh địa là vậy. Đã lâu con ao ước được nghe thầy giảng mà không qua dĩa, hôm nay qua tô. Xin thầy hoan hỷ cho con hỏi câu hỏi. Là vì trước đây con có quen một người bạn cũng là Phật tử với con, bây giờ cô đã xuất gia, con phải thưa gửi như thế nào cho phải? Hiện giờ con thưa gửi bằng cô hay là sư cô? Và sao là có người gọi cô là con này không thể tu được vì nó yếu lắm. Ý hỏi là hồi xưa mình làm bạn với nhau, rồi bây giờ cái vị đó đi tu, đi xuất gia rồi, thì làm sao mình có thể mình gọi cái vị đó bằng cái gì cho nó đúng? Thưa đại chúng, dù ngày xưa mình với người đó là bạn thân, thậm chí gọi thân nhất là mày với tao, nhưng một khi người đó đã đi tu rồi thì mình gọi cho đúng. Cái gọi này không phải là mình chịu lép, không phải là mình gọi như vậy người đó tổn phước. Dạ thưa, không phải. Mình gọi đúng cái chức của cái vị đó. Phong vào ví dụ, cách đây gần 6-7 tháng, chúng ta gọi ông Tổng thống Mỹ là Mr. Trump. Nhưng sau khi ổng đắc cử tổng thống, bây giờ mình đi đâu gặp ổng là Mr. President. Như vậy không phải mình lòn cuối ổng, nhưng mà mình gọi đúng cái chức vụ của ổng. Tại làm sao khi mình gặp một ông bác sĩ, mình dạ thưa bác sĩ, đâu phải mình sợ phục gì ổng, mà vì mình gọi đúng cái chức của ổng là một ông bác sĩ. Bước vô phòng mạch làm nha, dạ chào nha sĩ. Gặp cô kia hát, dạ chào ca sĩ. Viết gặp ông viết nhạc, dạ chào nhạc sĩ. Phải không? Như vậy mình gọi tất cả những người đúng cái chức phận của họ, thì một cái người xuất gia mình gọi đúng cái chức phận của họ thì có gì là sai? Thí dụ, có nhiều người sẽ đặt vấn đề là tôi ớn hơn ổng, ổng nhỏ hơn tôi, cô đó nhỏ hơn tôi, tại sao tôi phải gọi? Dạ thưa, có hai lý do. Nếu mình gọi dạ chào thầy, tức là mình gọi đúng cái chức của ông đó. Ông bây giờ là ông thầy, mà thầy này là gì? Thầy tu. Ông là thầy tu, kêu thầy thu, không lẽ kêu thù tay. Thầy tu kêu thầy tu, mình gọi đúng thầy tu thôi. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Vị đó là sư cô, mình gọi là sư cô, mình gọi đúng cái chức. Bây giờ quý vị nghĩ, nhạc sĩ mình gọi được, ca sĩ mình gọi được, bác sĩ mình gọi được, không?
Thậm chí mình gọi được tất cả mọi cái chức phận của người ta trên thế gian này, mà cái người xuất gia mình gọi không được, mà mình còn đem cái tâm phân biệt. Có nhiều ông bác sĩ 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi, mình bà đáng bà nội mình vô, dạ chào bác sĩ ơi cứu tôi. Vậy tại sao một cái vị này còn trẻ 20 mấy tuổi, 30 tuổi mình không để gọi là thầy được? Gọi đó là gọi đúng cái chức của ông. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái thứ hai, khi mình gọi như vậy có nghĩa là mình đang trợ duyên cho cái người đó tu đến nơi đến chốn. Ông đừng có quên nha, bây giờ ông là một thầy tu đó. Tôi gọi như vậy nghĩa là ông còn tu đó. Thì tự ông gò gẫm, ông tu như thế nào để xứng đáng được cái hiệu, cái chức mà người ta gọi như vậy. Tạm gọi cái chức, chứ còn tu không có chức gì để gọi cả. Nhưng mà trong cuộc sống mà chúng ta phải có chứ. Bây giờ quý vị nghĩ mình vô chùa gặp cô thư ký, dạ chào cô thư ký. Gặp anh kia, dạ chào anh Bảy, anh Năm. Thì bây giờ người ta tu rồi thì người ta cũng có cái hiệu của người tu. Thì mình gọi thầy, cô là chuyện bình thường. Đừng có ngại rằng cái gì bây giờ kêu tôi bằng sư cô, họ kêu tôi bằng thầy, hồi xưa nhậu với tôi mà. Con người mà hồi năm trước nhậu với mình đó chết rồi. Con người đã chết rồi. Bây giờ đang đứng trước mặt là mình là một con người sống, một con người tu. Thưa đại chúng, con người mình nó có hai loại chết. Hôm nào mình nhắm mắt mình ngây đơ mà chết á, cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Chết đó ai cũng sẽ một lần chết. Nhưng mà có những cái chết trong cuộc đời này gọi là gì? Gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Nghĩa là con người đó ngày trước rất dở, rất xấu, nhưng hôm nay người đó đã bỏ hết cái tánh xấu, cái tật sống đó rồi. Bây giờ người này là một con người tốt. Vậy thì cái tội, cái lỗi của người đó đã chết rồi. Con người mà hư đó chết rồi. Một con người đang sống đây là một con người phục thiện, con người làm lành. Chúng ta cần phải chết cái loại đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhiều khi mình dở quá, giờ phát tâm rồi, hướng thiện rồi, không bao giờ. Quý vị nhớ có một thiền sư, ngài viết sách. Mà ngày trước ngài viết sách theo cái thời đó, ngài đi theo những cái thời đại có những cái sự đòi hỏi, đấu tranh vân vân. Sau này người đó gặp lại, ông có phải là tác giả của quyển sách đó của 30 năm trước không? Thì vị đó nói, ồ ông đó hả, chết rồi. Còn bây giờ đang đứng trước mặt ông là một người khác. Hồi trước đứng trên cái bình diện một người đời thế đấu tranh gì đó tôi biết, nhưng bây giờ tôi là một người tu. Tôi đứng ông trước mặt ông là một người tu. Cho nên á, mình gặp một cái người xuất gia, có thể là bạn bè với mình hay ai đó mình quen biết, thậm chí con cháu trong nhà, nhưng mà bây giờ họ đã đi tu rồi, thì chúng ta phải gọi đúng cái địa vị, cái chức vụ của cái người đó, để hầu bảo vệ cái sự tu cho người đó. Ví dụ như cái thầy đó thầy tu, nhưng mà thầy về nhà thăm mẹ thầy, mẹ thầy vẫn nói thầy ăn cơm chưa. Chú nói ê à, thằng hai thằng ba gì vô tao biểu coi. Không có nói nữa. Mình gọi như vậy để luôn luôn nhắc nhở người tu này sống đúng với cái vai trò mà vị đó đang giữ là một thầy tu. Chờ Pháp Hòa nhớ hồi xưa ngài Mã Tổ ngài đi về làng sớm của ngài, thì trong làng ngài vừa bước tới làng thôi, cả xóm chạy nhau, ê chạy ra coi cái thằng con nhà họ Mã nó mới về kìa, thằng con nhà họ Mã nó mới về kìa. Từ đó về sau ngài làm một cái bài kệ gọi là người tu không trở về quê hương mà để cho, tại vì người ta không biết ta gọi như vậy, phải không? Và nhiều khi chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không có giận hờn gì cả, nhưng mà ở đây mình là một Phật tử thì chúng ta phải hiểu rằng ai đó chúng ta phải gọi cho đúng. Thậm chí các vị xuất gia đó, quý vị cũng phải gọi cho đúng tên, đúng chữ. Pháp Hòa ví dụ, cái cô ca sĩ đó đó, hoặc cái ông nhà thơ đó, ổng tên ổng ba chữ, mình gọi đúng ba chữ nha, nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Chứ không bao giờ mình nói nhà thơ Chương, ai hiểu Chương gì. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Rồi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chứ không ai gọi là nhạc sĩ Sơn. Vậy mà bây giờ mấy thầy mình kêu tắt không à?
lên đưa cho thầy Sơn, thầy Năm, thầy Hiền, thầy đó. Nhạc sĩ mình gọi đủ chữ, ca sĩ mình gọi đủ chữ, mà các vị xuất gia mình phải gọi đúng hầu gì, hầu bảo đảm đúng cái vai trò để cho giúp cho cái vị đó tu. Cho nên quý vị gặp một thầy trẻ mà bạch thầy xứng con, không phải là mình không muốn cũng không sao. Quý vị có thể nói thầy tôi cũng không sao hết á, người tu có gì trở ngại. Nhưng mà ở đây mà chỉ giải thích, mình nói như vậy để cho tự người đó phải thúc liễm, phải tàm quý, phải xấu hổ. Trời ơi, bữa nay quý bác gọi mình vậy, thôi phải ráng tu cho nó vững chãi để đúng với cái xưng gọi của người ta. Có cái bà vô ngồi thiền chung vậy nè, thì có chú tiểu, chú ngồi thiền, mà hễ mà trong đầu chú khởi gì á là ngày sau bà đó bà biết. Thì có cái bữa đó chú thèm ăn bánh bông lan, sáng hôm sau bà làm bánh bông lan bà đưa chú, thì nó trời ơi, đêm hôm mình ngồi mình khởi tâm mình thèm bánh bông lan, bữa nay bà già rồi bà đem bánh bông lan vô, chắc không sao đâu, cái này chắc tình cờ. 3-4 bữa sau ông thèm món khác, ông nói thèm ăn bánh xèo, trong bụng khi ngồi thiền thèm, bà cụ đổ bánh xèo đem vô dài 3 lần như vậy. Ông nói chết rồi, bà này bà tu có thần thông, mình nghĩ cái gì bà biết hết, mà may phước mình mới nghĩ tới đồ ăn, mình mà nghĩ nhỏ đó đẹp quá chắc chết. Thì nhờ cái bà cụ đó đó, nhờ bà cụ đó là ông này ông khởi gì bà cho nó khởi gì, vậy mà thúc liễm ổng. Bây giờ mình may phước là mình mới khởi đồ ăn thôi, chứ nếu mình ngồi thiền mình thấy trời ơi bữa nay cô đâu có đẹp quá là bà này bà biết là mình mắc cỡ chết. Quý vị thấy được điều đó không? Thì qua cái câu chuyện đó để chúng ta muốn nhắc nhở đó. Rồi có một thầy kia, thầy đi qua đò, đi tới bến rồi thì cô gái lái đò mới nói: dạ thưa mọi người, trả tôi mỗi người 1 đồng, riêng thầy xin trả con 2 đồng. Ông thầy chưng hửng nói: tại sao? Dạ 1 đồng qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Tuần lễ sau ổng qua đò tiếp, kỳ này không nhìn thẳng, qua tới bến nước bên kia: mọi người xin trả tôi 1 đồng, riêng thầy xin thầy trả con 3 đồng. Tôi không có nhìn cô à nha. Dạ con biết thầy không nhìn thẳng con, nhưng thầy nhìn con lén qua ánh nước. Nín hình chịu chết. Lần sau qua tiếp: mọi người chỉ cần trả tôi 1 đồng, riêng thầy trả con 5 đồng. Tôi không có nhìn thẳng cô nha, tôi không có nhìn cô qua nước à. Dạ con biết thầy nhắm mắt, nhưng thầy đang tưởng tượng con. Những câu chuyện đó chỉ muốn nói lên cái gì? Cái tâm niệm của mình. Nếu những người mà người ta thông đạt, người ta có thể thấu đáo, và đồng thời những gì nó đến với mình, biết đâu chừng những cái mình ứng xử đối tốt với người ta lại là một cách đưa người ta vào cái chỗ tu hành. Có nhiều khi quý vị biết con mình đó, nó dở, nhưng đừng bao giờ chê nó, hoặc là đừng bao giờ thường xuyên chê nó, phải khen để chi, để nó tự thấy bổn phận nó phải làm tốt hơn. Mình cứ chê nó và mình đem người khác ra so sánh, nó sẽ nó bị gì, nó nghĩ rằng mình mất điểm trong, nó mất điểm với mình rồi thì nó không cố gắng nữa, thế thôi. Cho nên đối với người xuất gia, mình có cúng dường cho vị xuất gia đó, chẳng qua là các vị đó nhận, nhưng mà phải có cái bổn phận, phải tu như thế nào để xứng đáng nhận cái của này. Thì cái đó là một hình thức mà chúng ta đưa cái vị đó vào trong cái khuôn khổ của sự tu. Tu cách nào cho con hết hay giảm bớt sân si phiền não? Này tu trọn đời. Tu trọn đời trọn kiếp. Thưa đại chúng, mình còn là chúng sanh thì chưa dám nói mình hết, nhưng ít ra tu mà có giảm là mình mừng. Giống như bệnh đó, không dám nói hết bệnh, uống thuốc mà giảm bệnh là mình mừng. Bây giờ làm sao để giảm đây? Thật sự có rất nhiều cách, nhưng mà có 1-2 cách quý vị thực tập. Thứ nhất, khi mình nổi cơn sân với ai, mình tự nhắc mình là sân đang nổi lên đó. Bây giờ nếu mình lên cơn sân mà gặp mà lúc mà mình nóng tức quá, gặp ngay giây phút mà cao máu, đứt mạch máu chết,
rồi thì nếu mà không chết thì lạc lìa lạc lõi ra đó, thì mình thấy trời ơi chỉ một chút sân mà hư chuyện. Thứ hai là quán vô thường, để mình có thể buông xả được cái người đó. Thưa đại chúng, là để Hòa kể cho đại chúng nghe một câu chuyện thật, mà cái này Hòa kể rồi, nhưng mà tại vì nó ảnh hưởng cái chuyện này và cái vụ án này nó mới kết quả không lâu đây. Thì ở bên chỗ Hòa có một bà, hôm đó chồng đi làm về, bà nói ông chồng là đi tắm đi rồi đi ăn cơm. Thì ông chồng ừ xong, ông chồng lại đi vô trong, bước vô đâu ra ngoài đó, thì mới quỵ xuống đất đó. Thì bà vợ đi ra thấy ông chồng nằm đó, nghĩ là ông chồng này làm biếng, kêu đi tắm rồi ăn cơm mà không, mình nằm giữa đường vậy đó. Trong cái cơn tức giận bà mới đi vô trong nhà tắm, bà tháo cái cây máng, cái màn tắm đó, bà ra bà quánh ông. Thì khi mà bà đánh ông mấy cây như vậy á, thì bắt đầu lúc đó là ông ngã xuống vì ông bị bệnh tim mà bà không có biết. Bà nghĩ là ông này làm biếng cho nên nổi cơn giận đem cây ra đánh ông. Thì khi mà đánh như vậy thì ngập lúc tim nó đang nhồi máu cơ tim mà, thì thằng con nó trên lầu nó đi xuống, nó thấy má nó đánh ta, nó mới kêu 911. Thì kêu cảnh sát tới á, thì ông này tắt thở rồi. Thì bây giờ cái bà này bị một cái tội á, là đánh chồng tới chết. Mà thưa quý vị, cuối cùng á, một căn rồi khi mà ông này chết rồi thì gia đình chồng tự làm đám tang lấy, vì bà phải ở tù. Thằng con thì chính phủ đem về giao cho bên nội vì nó dưới tuổi. Cái nhà nửa triệu bạc bây giờ phải bán hết để lo luật sư. Sau khi mà xử cái vụ án này rồi, trong khoảng thời gian mà xử cái tội này, thằng con nó giận bà, nó không nhìn bà luôn, coi như là mất con, mất chồng, mất sản nghiệp. Và cuối cùng mới đây chính phủ nhà chính phủ đã tuyên án bà tổng cộng là 18 năm tù. Thì bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng, chỉ vì một cái sân mà không hiểu rõ nguyên nhân thì đây là cái quả. Mà muôn ngàn những cái công việc, những câu chuyện trên thế gian này chúng ta nghe. Một ông này, một cái chú này từ ở nước ngoài về thăm gia đình, thì hàng xóm họ đánh lộn với nhau, chú ra chú cản. Thì trong khi mà cản như vậy thì cái người kia giận quá, đi vô trong đó lấy cái dao lụi luôn cái chú hàng xóm này. Khi mà mình thấy hàng xóm gây gỗ mình ra mình can, rồi chú này chết luôn. Thì Pháp Hòa với thưa đại chúng là xưa nay chưa có một người nào xác định sân là tốt cả. Và chính bản thân mình vẫn đi biết mà sân là không có tốt. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái cơn sân nó trổ lên thì nó chiếm hết tất cả mọi chánh niệm của đời mình. Nhiều khi mình tu hành bao nhiêu năm, một cơn sân nổi lên, trước mắt là mình thốt lời thô, kế đến mình hành động thô, và thậm chí đi đến những cái lỗi lầm như những chuyện vừa xảy ra. Mà không phải một hai câu chuyện, còn rất nhiều những chuyện khác. Nhiều khi á, một cái cơn ghiền thuốc, ghiền xì ke mà mẹ không đưa tiền, nó cũng có thể giết mẹ, giết cha, trộm cướp, vân vân. Thành thử ra mình dư biết sân là không tốt. Thì bây giờ hàng ngày chúng ta muốn giảm sân, chúng ta phải làm gì? Thường quán vô thường, sống nay chết mai. Kế đến tự tập cho mình một cái tánh, khi mình lên cơn sân không bao giờ nói và không bao giờ lãng vãng ở cái chỗ mình sân. Tại vì trước mặt cái người mình làm mình sân là thế nào lát có chuyện. Kế đến những người thân của mình phải hộ niệm cho mình nữa. Quý vị lỡ trong gia đình mình đó, có một người nào mà sân kiểu này đó, nóng giận tức tối đó, quý vị phải hộ niệm cho họ. Khi mà quý vị thấy họ vừa lên cơn sân, quý vị đừng nói nữa, tránh đi, giảm xuống. Một mặt mình phải hộ niệm cho người thân mình khi mình biết họ thật là một người nóng tánh. Hai, bản thân người nóng tánh phải tự biết mình nóng tánh để tìm cái chỗ lẩn tránh đi. Sống là chúng ta phải nương tựa trợ duyên cho nhau. Quý vị thấy không? Tại làm sao mình sống á, bạn của mình chỉ cần gọi tới cho mình một câu thôi, chị rảnh không, chở em đi chợ. Được, chở em đi chợ liền. Đó là mình trợ duyên cho một người bạn. Thế thì tại sao những người sống chung một nhà với mình không trợ cho nhau? Cho nên hôm nào á, mà người thân mình đi làm về mà tuyên bố một câu là hôm nay tôi mệt lắm,
trong lòng có bực bội thì tự trong nhà biết, đừng có ai nói hay làm những cái gì làm cho cái người này nổi cơn sân, và thường tìm cách để cho người này dịu xuống. Có một người đó đến nói với Pháp Hòa là ba nó bỏ nó hồi nhỏ, mà bây giờ nó rất là thương ba nó, nó rất muốn gần gũi ba nó, mà bây giờ thầy có cách nào thầy chỉ cho con làm sao để con nói cho con biết là nó nguôi cái cơn mà thương ba nó như thế này thế nọ. Thì Pháp Hòa mới nói cái chuyện này nó cũng khó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một người đang đói bụng, mình không cho người ta ăn mà cứ tới bên nói quán đi con, quán no, quán con tưởng tượng chén cơm trước mặt con đi. Không phải, thật sự trên cuộc đời người ta đang đói thì cái thật là mình phải tìm cho người, cách cho người ta ăn, chứ không phải mình nói như vậy là được. Thì trong cuộc đời cũng vậy, có những người ta khổ mình không thể tới mình nói cái gì được, nhưng mà cái cách sống của mình có thể làm cho người ta giảm khổ. Thì Pháp Hòa mới bày cho chị, bây giờ chị nói với con mình, viết cho ba nó một lá thơ bằng tất cả tâm tình, bày tỏ tình thương cho ba nó. Và chị cũng phải nói vô một câu là giữa hai vợ chồng có chuyện gì đi nữa, nhưng đừng để đứa con nó phải thương nhớ. Rất khó tìm một người con xa ba rồi mà vẫn thương ba như vậy, phải không? Và chị phải đóng một vai là không bao giờ nói xấu về ba nó cho nó nghe, vì đó không phải là cách. Dù mình có giận người đó như thế nào cũng không bao giờ chăm thêm cái sân hận của mình lên một người khác. Mà đa số cuộc sống của mình nó thành một cái thói quen, mình tức ai, mình giận ai là mình hay bưng cái giận tức đó đổ cho người khác kế bên mình, bạn bè mình, hòng cho người đó cũng ghét bỏ người kia giống như mình vậy. Mà mình quên rằng chính cái đó là mình đã gieo rắc cái hạt giống sân hận vào trong tâm thức người đó. Và thưa đại chúng, cuộc sống này tìm một người có lòng quảng đại thương người khó, tìm một người mà ai cũng ghét, ghét nhiều người dễ lắm, hoặc là ngược lại chọc cho làm cho người ta thương khó lắm. Chọc cho chúng ghét không? Dễ ợt, là không có khó. Cho nên mình phải tự mình biết được cái sân của mình đến mức nào, mà chúng ta tìm một cái phương thuốc để chỉnh cho mình. Vì vậy mà nhà Phật thường hay dạy mình ngồi thiền đó. Tại sao phải ngồi thiền? Tại vì khi mình ngồi thiền như vậy, cái tâm mình nó lặng lẽ, nó thường xuyên niệm Phật quán chiếu một thời gian, cái tâm mình nó dần lắng xuống, nó làm cho một cái tập khí sân hận của mình nó giảm một phần. Thứ hai, giảm coi những cái phim bạo động. Khi mình biết mình bệnh gì thì mình phải tìm cách mình đối trị. Ngày hôm qua mình học rồi, đối trị tất đàn đó. Mình biết mình sợ ma mà cứ miếng phim ma về coi miết là sao được. Cái tật mình thì hay khóc mà cứ kiếm cải lương cho sầu não thiệt nhiều rồi ngồi khóc đó. Đi hết tốn tiền coi cải lương mà tốn thêm hộp giấy nữa. Mình biết mình cái chỗ nào mình yếu thì đừng bao giờ. Mà mấy ở ngoài đời mấy đứa nhỏ hay nói yếu mà bày đặt ra gió. Tức là mình phải tự biết. Hôm qua Pháp Hòa có thưa, đối trị tất đàn tức là một phương pháp đối trị để cho thành tựu sự sống, sự tu của mình. Biết mình hệ lụy cái nào thì giảm cái đó. Xin Thầy giải thích cho con đã quy y, hiện giờ trong nhà con có người thân bị đau, bị bệnh rất nặng. Con muốn đến Đức Mẹ Maria cầu xin cho người thân của con được khỏe lại, thì như vậy có đúng không? Mình là Phật tử, bên Phật giáo cũng có Đức Quan Âm, bên nhà thờ cũng có Đức Maria, thì thay vì mình cầu Đức Maria thì mình có Đức Quan Âm, mình cầu cũng có được chứ có sao. Trừ trường hợp người ta không có thì người ta đi tìm, người ta cầu nguyện. Nhưng mà thí dụ bây giờ quý vị có muốn tới Đức Maria cũng không sao. Nhưng mà ở đây mà nói cho mình đã có Đức Quan Âm thì đâu cần chi chạy chi xa vậy. Quan Âm có sẵn trong nhà rồi, phải không? Mà hơn nữa đó, thưa đại chúng quý vị nhớ, mình cầu là mình muốn, cầu nguyện mà, cầu là muốn, nguyện là làm, mới gọi là cầu nguyện. Con muốn cho người thân con an, con cầu nguyện. Nhưng hằng ngày mình không làm gì cho người đó an thì cái chữ cầu này nó được có phân nữa. Cầu nguyện nghĩa là con cầu ước được như vậy và con nguyện sẽ làm. Có nhiều khi người thân mình đó, không cần Maria hay là Quan Âm gì độ, chỉ cần mình độ họ thôi à. Thật sự là vậy.
Thế bây giờ tôi vào một ví dụ như bây giờ một người vợ khổ vì người chồng, rồi bây giờ người chồng chỉ cần làm một đức Quan Âm thật sự, là mình hãy thay đổi mình như thế nào để cho vợ mình được vui được hạnh phúc, hoặc ngược lại chồng khổ vì một người vợ như thế nào đó, chỉ cần mình thay đổi cái cách sống của mình là mình đã độ cho người thân mình rồi. Bây giờ quý vị thường về chùa lúc nào cũng bày tỏ sư bà con thương sư bà lắm, thương sư bà là huynh đệ trong nhà sống hòa hợp với nhau, sư bà bước xuống lúc nào cũng thấy vui, từ bếp tới chánh điện, giờ 85 tuổi sống thêm 25 30 năm nữa dư sức, phải không? Sở dĩ mà cha mẹ khổ đau buồn tuổi là tại sao? Tại vì con cái không yên. Chứ gặp mình cho nên đó, thường thường các vị thiền sư hay nói đó, cầu người không bằng cầu mình. Tức là mình cầu nguyện là một việc, nhưng chính bản thân mình phải hiểu cái cội gốc gia đình mình đang hệ lụy cái gì mà chúng ta cầu nguyện cho người đó. Bệnh tật một phần là do ăn uống, một phần là do tâm hồn. Thì bây giờ mình để ý lại cái món ăn của người thân mình hàng ngày ăn cái gì mà do bệnh tật, thì hãy chăm sóc từng miếng ăn, từng viên thuốc, người đó vui vẻ trở lại, hay là người đó an ủi mình bệnh mà được người thân chăm sóc, bệnh tình nó cũng có phần thuyên giảm. Cho nên có nhiều cách để chữa trị và có nhiều cách để chúng ta cầu nguyện. Kính bạch thầy, kính thầy hoan hỷ khai thị cho chúng con. Bậc làm cha mẹ làm thế nào để giáo dục cho tuổi trẻ hiểu tình thêm thể xác tâm linh để cho trẻ sống đúng đạo lý hơn? Có nhiều khi á, mình dạy con mình nó cũng phải căn cứ nhiều điều kiện. Một phần là mình hướng dẫn, một phần là phước của đứa nhỏ đó, một phần cũng có phước của mình. Nhiều khi mình không có phước mình nói nó đâu nghe, rồi lời hay lẽ phải mà nó không đủ phước nó tiếp nhận thì nó cũng chẳng nghe. Giờ bây giờ rồi mình cái hơn nữa là gì, cái hoàn cảnh một ngày nó tiếp xúc với bạn bè ở trường ở sở bao nhiêu, một ngày nó tiếp xúc mình bao nhiêu, rồi cộng thêm mình biểu nó phải hướng về tâm linh đạo đức, nhưng mà cái nơi tâm linh đạo đức nhiều khi cũng không có một cái phương tiện nào để hướng dẫn nó hết, thì làm sao nó tới? Rồi cũng phải nhiều cái vấn đề chứ không phải chỉ là một việc. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, bây giờ mình biểu nó đi chùa, nhưng mà khổ nói giờ trong chùa phần lớn thì không nói tiếng Anh, không nói tiếng Pháp, không nói ngôn ngữ của nó. Rồi một thời kinh của mình á, là kéo dài tận tiếng ta tiếng rưỡi, sao nó ngồi? Rồi bây giờ nó chịu khó nó ngồi với mình, nó mở cuốn sách ra nó tụng mà nó cũng chẳng hiểu, làm sao nó theo? Thôi bây giờ đừng nói con nít, nói mình nè, Phật tử mình đi chùa nè. Đó, bây giờ dở cuốn kinh ra, Như Thị Ngã Văn, Nhất Thời Phật Tại Xá Vệ Quốc, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, đọc được hết. Tướng vậy hỏi hiểu gì không? Dạ không, tôi hiểu gì đâu. Thật nữa ra mình cũng phải thấy rõ ràng bây giờ mình cũng chưa có một cái phương tiện hẳn hoi để mà tiếp dẫn mấy đứa nhỏ. Thì làm sao? Rồi mình á, bây giờ nó muốn biết, má, ba, tại sao phải lại Phật ba lại? Tao có biết đâu, hồi nhỏ giờ đi chùa thấy người ta lại ba lại bá, thấy chưa? Rồi hỏi ba má, tại sao mình gặp mấy ông thầy nhỏ hơn má phải lại? Tao có biết đâu. Thấy người ta xá mình xá. Hỏi má, tại sao đi chùa phải mặc cái áo chi dài thòn vậy má? Tao có biết đâu. Chính bản thân mình có những cái mình làm mà mình cũng chưa biết, thì làm sao mình hướng dẫn? Cho nên thiện chí thì rất đúng, nhưng mà mình cũng phải hiểu rằng cái hoàn cảnh, thôi bây giờ mình làm được gì trong khả năng của mình. Đời sống hàng ngày của gia đình mình cũng ít nhiều là một bài học, tại vì nó là cái người gần mình nhất, cái cách sống của mình hàng ngày. Thưa đại chúng, Pháp Hòa xin tiết lộ quý vị nghe sơ sơ nha, đừng có tưởng mấy đứa nó không để ý cách mình tu nha, nó để ý lắm đó. Nhiều khi mình về nhà đó, bạn bè với nhau mà phone, nói chuyện phone với nhau, nói chuyện chùa chuyện thị phi, nó nghe nó hiểu hết. Rồi thậm chí nó im lặng nó không nói, nó chỉ lắc đầu thôi, nó nói thôi kiểu này không có nó rồi. Pháp Hòa bí mật cho đại chúng biết, gì nó lên nó kể qua nghe rồi.
nó về nhà nó nghe má nó rồi, ở chùa khác, ở nhà khác, thấy không? Rồi mình hay phone với nhau kể chuyện bà năm, bà tám, bà bảy, nó không nghe kể chuyện ai đâu, toàn là nghe chuyện thiên hạ không, thấy không? Rồi chuyện chùa, chuyện thầy này tốt, thầy kia dở, đừng tưởng nó không hiểu. Có điều là nó như Bồ Tát đứng vậy đó, thấy không? Nó bắt ấn, nó nghe hết đó. Thành nữ ra thưa là trong cuộc sống của mình có nhiều khi á, con tôm mẹ nó bảo con tôm con đi thẳng, chớ đi co quắp thế gian cười, con rằng lại mẹ con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi. Hằng ngày mình phải tu như thế nào, mình sống như thế nào để cho con cháu nó thấy được cái hình ảnh tu hành của mình. Pháp Hòa không có ý, Pháp Hòa không có nói là phải mặc áo tràng bao nhiêu giờ, phải lại Phật bao nhiêu lại, không phải. Cái Pháp Hòa muốn nói là cái cách mình hành xử, mình sống hàng ngày đều là một bài học lớn cho con cái của mình. Thưa đại chúng á, ngay cả người xuất gia, gần gũi một người xuất gia ảnh hưởng lớn lắm. Nếu mà một vị xuất gia đó là một người có tâm độ lượng, biết thương người, biết dạy chúng, người đệ tử đó từ nhỏ đã hấp thụ cái tánh đó và lớn lên cũng trở thành một bậc thầy mô phạm. Vì một người đệ tử đi vào tu với một người thầy cũng giống như một đứa con sống trong một gia đình. Nó như thế nào là một phần cũng do đời sống hàng ngày của mình. Cha mẹ mình phải nói chuyện như thế nào hàng ngày. Cho nên mình cái cách mình nói chuyện nó quan trọng lắm. Mấy đứa nhỏ nó sẽ học hết. Hàng ngày mà mình mày tao, nó cũng sẽ là mày tao. Không? Nhiều khi nó đâu có hiểu cái chữ đó là cái gì, nhưng mà nó nghe mình nói thì nó nghĩ trường hợp đó sẽ được dùng cái từ đó. Nó sẽ dùng mà nó không phân biệt được lớn nhỏ, sai quấy gì cả. Quan trọng lắm. Cho nên là cái cách hướng dẫn giáo dục, rồi thậm chí nhiều khi trong cái vô tình con cái mình nó sống nó lành thiện với người khác, mình la. Có nhiều khi nó đi học về, nó nói má, bữa nay bạn của con nó thấy đồ ăn con ngon quá, nó xin con ăn. Rồi mày có cho không? Nó dạ có, sao mày ngu như vậy? Phải chi mình nói, ồ, không sao con, bạn con nó thích nó ăn thì con cho nó ăn. Tức là thường thường mình hay dạy con mình, nghe con mình, má bữa nay bạn con đánh, rồi mày có đánh lại nó không? Mình hay hỏi lại là coi con mình nó có khôn hơn người ta không. Thậm chí mình cũng dạy con, ở cái xứ này đàn bà là trên hết nha, không có để chồng xỏ mũi nha. Cái là dạy con mình là lady first. Nhưng mà ngược lại mình dạy con trai mình khác, con là đàn ông. Con không có được như vậy. Thật sự con gái thì mình muốn nó nắm chồng, con trai mình muốn nó phải control con vợ. Tại ngay cuộc sống của mình hàng ngày trong cái nhẹ nhàng. Rồi Pháp Hòa chưa có nói những cái chuyện á, là ví dụ như mình đi chợ với nó, mình mua có đó mắc, nhưng mà đem về nói dốc, nói thiệt ông chồng la sao. Dặn nó trước, lát về ba con hỏi, nói này má mua có 10 đồng nghe không. Trong cái nhẹ nhàng mình dạy nó nói dốc thôi, thấy chưa? iPhone tới nhà, nhìn cái số phone, cái người mình không ưa, bắt cái phone nói cái bà đó má không có ở nhà, mà thật sự má đang có ở nhà. Rồi thí dụ như giờ mình không thích, không buồn trả lời cái phone đó đi, sao mình không nói là con bắt phone con trả lời cho cô đó là má đang bận. Tức là mình vẫn nhận rằng mình có ở nhà nhưng mình đang bận việc. Cái này Pháp Hòa không phải chỉ nói dốc nha. Nhưng mà nói phải có bài bản. Việt Nam mà hay kêu là nói dốc không có căng á. Thật sự ra trong cuộc sống đôi khi trong cái vô tình mình đã sống như vậy, và mình đã dạy con cái mình như vậy. Thậm chí hồi nhiều khi con cái mình nó gây lộn với mấy đứa nhỏ hàng xóm à, rồi mình ra mình cũng ức giá gì, mình cũng binh vực, rồi cái là mình cũng chửi bới con người khác, đánh đập con người khác. Thật sự là từ đó, rồi thậm chí bây giờ này, có những đứa nhỏ nhà giàu, có những người con nhà giàu mướn gia sư về dạy nó học thêm buổi chiều, nó đâu có lo học, nó phá rồi nó không học, mà gia sư mà la nó, cái nó về nó châm lửa cho ba má, nó đuổi cái người đó.
Mà quý vị biết không, có những gia sư người ta nghèo, người ta chỉ nhờ những buổi chiều đi dạy vậy ta kiếm sống. Mà gặp những cái đứa học trò nó ngỗ nghịch, nó quậy phá mà la rầy nó, thì nó nói ba má nó là đừng có mướn cái người đó, đánh đập nó, nhắc như là nhéo ngắt nó hoài à. Thì mình nóng ruột con cái, mình không gặp người kia mình hỏi, thấy không? Chị đừng có quên, chị tới đây chị làm mướn cho gia đình tôi nghe, thế này thế kia, chiều nay chị đi về thì tôi không mướn chị nữa. Thì mình đuổi người ta. Thì trong cái vô tình một lần mình thỏa mãn được đứa con thì nó bắt bén cái chuyện đó rồi, là mai mốt nó sẽ có cách nó thỏa mãn những cái mong muốn của nó bằng cách là nó lèo lái mình rất nhiều cách. Cho nên ở đây thì thật sự ra quý vị cũng phải nghĩ nè, có đôi khi trong cuộc sống của mình thỉnh thoảng mình hay nghĩ vậy nè, thôi con cái của mình lớn để tự nó quyết định, để nó tự do, đừng có quan tâm. Nhiều khi hồi nhỏ mình cũng ít dẫn nó đi chùa, vì mình nghĩ rằng nó lớn lên để cho nó tự do, nó lựa chọn, mình cũng không hướng dẫn nó. Rồi thậm chí mình cứ nói tiếng Anh với nó, mình nói tiếng Pháp với nó mà không dạy nó tiếng Việt ở nhà, ngay cái căn bản chữ nghĩa là nó đã mất gốc rồi. Vì sao? Thật sự ra có những đứa nó có khả năng nó nói, nhưng mà mình không chịu nói với nó, cứ cha mẹ là cứ ùa nó tiếng Anh với nó, tiếng Pháp với nó, thì làm sao nó không học cái đó. Thành thử ra thật sự là mình muốn, nhưng nó có rất nhiều những cái khó khăn mà mình phải quán triệt là nhiều cái thứ góp lại để mà giáo dục một đứa nhỏ, chứ không phải chỉ cái chuyện là bây giờ mở cái lớp mỗi ngày dạy nó làm sao để cho nó thành tựu. Mà chúng ta quán từ cái hoàn cảnh những người xung quanh cho đến những cái cách sống trong gia đình của mình. Chẳng hạn như buổi chiều ăn cơm, làm gì làm mỗi người phải ngồi chung là ăn cơm với nhau, để cho đứa nhỏ đó luôn luôn thấy được cái hình ảnh là ăn cơm gia đình. Đằng này đi học về, tới giờ ăn cơm, ba ăn tô, mẹ ăn tô, con tô, mạnh ai nấy có hướng. Nó có cái game, má có phim Hàn Quốc, ba thì có bóng rổ, bóng đá gì trên tivi. Nội cũng không chiều, thôi là mỗi người đã một hướng rồi, thì làm sao mà thấy được những hướng nào nữa. Rồi thậm chí bây giờ nhà nào cũng tivi, nhà nào cũng có những cái computer. Ăn cơm xong là mạnh ai nấy về phòng, mạnh ai nấy có thế giới riêng của mình. Nó cũng đã là một cái khó khăn rồi à. Rồi cuối tuần nhiều khi mẹ đi chùa, ba đi câu cá, con đi với bạn, cuối tuần cũng không có một hướng chung. Mình phải khéo léo mình tạo như thế nào để cho gia đình mình có một cái hướng chung. Mà điều đó không phải vợ một mình vợ, cũng không phải một mình chồng, mà đòi hỏi cả hai người. Rồi thậm chí ông bà cũng phải hợp tác. Ba má nó dạy ăn đường, ba má đi làm giao lại nhà mình dạy nó một kiểu. Mình thương ông bà hay nói là gì, thương cháu, thương dạy, thương dỗ mà. Cái kiểu gì mình cũng chiều nó hết. Mà ba má nó nói cho mình giận, mình không giữ nữa. Nhiều cái vấn đề trong cuộc sống, trong gia đình. Cho nên là một thời gian ngắn không thể nói hết. Cái này là mình cần phải có những cái buổi pháp đàm giữa những bậc phụ huynh ngồi lại với nhau, làm sao để chúng ta có một cái chia sẻ với nhau những cái khó khăn về dạy dỗ con cái. Ví dụ như chùa có thể lâu lâu tổ chức những cái pháp đàm, cha mẹ ngồi lại để chia sẻ những khó khăn với con cái. Ở bên đó mỗi lần khóa tu mà mấy đứa nhỏ, Pháp Hòa hay tổ chức là các con hãy ngồi lại với nhau, chia sẻ những khó khăn nào mình gặp giữa mình với cha mẹ, nó sẽ nói cho mình nghe. Và thậm chí có nhiều đứa nó viết vô giấy, nó viết vô giấy rồi nó bỏ vô trong cái hộp và bánh nó đưa lên, tới hồi mình mở ra rồi mình mới đọc, mình mới thấy được những cái tâm tình của chúng nó. Cho nên đây là một cái chuyện lớn, chứ không phải một hai câu mình có thể nói. Làm sao là dạy cho hướng dẫn ngay cả hàng ngày, cái cách mà đời sống hàng ngày, ăn uống hay là thậm chí cúng dỗ đồ trong gia đình, mình làm sao cho thật là nhẹ nhàng mà hướng dẫn được các con của mình. Thí dụ bây giờ mình dẫn nó đi chùa, cho nó lại Phật xong rồi chùa sắp sửa có thời kinh, một là cho nó ngồi dự khoảng thời gian ngắn rồi cho nó ra về, hoặc cho nó ra chơi, rồi hoặc là trước khi vào kinh cho nó lễ Phật thăm rồi cho nó ra, vì nó chưa có thể tiếp xúc được với cái đó. Người lớn mà ngồi một hồi còn quải mà. Có nhiều người tụng kinh chứ lật coi còn mấy trang nữa, không chỉ là mấy đứa nhỏ đó. Cho nên đại chúng thông cảm như vậy.
Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ khai thị cho con có ông bạn đi chùa thì tụng kinh lại Phật rất ngoan, nhưng sau về nhà không bao giờ chịu tụng kinh lễ sám là sao? Trời, cái này hỏi ổng chứ. em có ở trong bụng ổng đâu mà em biết ổng nghĩ cái gì. Có thể như thế này, tức là mình cũng đoán thôi nha. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như ông nghĩ rằng thôi bây giờ mình về chùa mình tụng thời kinh một tuần lễ vậy là đủ rồi, về nhà không cần thiết nữa. Nhưng mà thưa đại chúng, quý vị đừng lầm là phải về nhà tụng kinh mỗi ngày mới gọi là đúng. Dĩ nhiên là đó là hành trì là tốt tốt chứ. Nhưng mà có những người, người ta không làm như vậy. Một lần về chùa là người ta tụng, nhưng sự ứng dụng của người ta có, thì cái này cũng không thể nói người ta sai. Nhiều khi người ta tụng một mà người ta tu ba, còn mình á, tụng năm mà tu có phân nữa, phải không? Nhiều khi mình tụng có 1.5, mình hành có 1.5 mà mình tụng tuần lễ 7 bữa. Nhiều khi tụng nhiều nhưng mà cái ứng của mình chưa bao nhiêu. Còn nhiều khi người ta tụng ít mà người ta có sự hành trì. Dĩ nhiên là người ai hành trì mỗi ngày là điều tốt, nhưng có những trường hợp chúng ta phải nhìn lại. Mình đừng có để ý người ta tụng kinh hay không, mà mình hãy để ý coi người ta sống như thế nào. Người ta sống như thế nào mới hiểu được là người ta tu như thế nào, ta thấm nhập lời kinh như thế nào. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi, chà này phải nói thêm bài kinh nữa. Phật có nói một bài kinh, người tu có bốn dạng. Có nhiều khi ở ngoài sống mà trong chính, như loại trái cây có bốn thứ. Phật nói có một bài kinh trái cây có bốn thứ. Có nhiều khi ngoài sống mà trong chính, có nhiều khi thì sao? Ngoài chính mà trong sống, có nhiều khi chính ngoài chính trong, có nhiều khi sống ngoài lẫn sống trong. Thì có nhiều khi chúng ta nhìn như chính vậy đó, mà đụng tới nó sống nhăn, nó thuộc dạng chuối chát. Tức là mình nhiều khi thấy ngoài nghiêm trang đạo mạo, không Nam Mô A chân trái Di Đà Phật chân phải, ai mà đi trật một cái chết nha, mày đi về tội chết. Phật mà đi chân trái, Phật phải chân phải, mình quy định đàng hoàng mà không nghe Phật nói. Mình quy định Phật phải chân phải mà chưa bao giờ câu nào trong kinh nói câu đó. Mình tu đã tuệ giác nó sanh, đại diện cho Phật luôn. Bắt chân phải phải là Phật. Không? Nhiều khi á, nhìn ở ngoài thì rất chính, phải không? Nhưng mà khi tới gần thì rất sống. Cho ở đây á, thì thứ nhất mình không thể quy định người ta tu hay không do sự tụng niệm hay là không có tụng niệm. Quý vị có nhớ Ngọc Lâm Quốc Sư không? Ai coi phim thoát và ai đọc truyện Thoát Vòng Tục Lụy, hai huynh đệ tu chung. Ông Ngọc Lam á, thì ổng bê bối, hãy kiếm ổng là thấy ổng ngủ, không bao giờ thấy ông tụng kinh. Vậy mà cuối cùng ổng là người giúp đỡ cho sư đệ mình. Còn sư đệ của mình lúc nào cũng oai nghi dữ dằn, nhưng mà cuối cùng lại là người thua cuộc. Thua đây không phải là hơn thua trong cái vấn đề tu hành, mà hoàn toàn không có nắm bắt được cái phương pháp tu học của mình. Cho nên thưa đại chúng là nhiều khi mình khoan quy định đó. Nhiều khi thấy cái ông đó mặc long bào, mình tưởng ông thái tử, hay là mình thấy cái ông đó mặc đồ rách rưới của cái bang, mình tưởng ông thật sự là cái bang. Cho nên ở trong cuộc sống của chúng ta đó, cái cõi này nè, tịnh độ nó có bốn thứ tịnh độ. Cõi của Phật A Di Đà được gọi là phàm thánh đồng cư tịnh độ, nghĩa là Phật Bồ Tát các vị thánh tăng là thánh. Chúng ta là kẻ phàm mới vừa được lọt lên trển, ở chung, ở ké. Cho nên cõi cực lạc Phật Di Đà được gọi là cõi phàm thánh đồng cư. Có nhiều khi mình tu lơ mơ, mình chưa được thượng phẩm hay trung phẩm mà hạ phẩm. Mà hạ không phải là hạ phẩm thượng, mà hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà cái kiểu này là kiểu vớt vát. Hạ phẩm hạ sanh được lên tới trển là còn phàm phu mà. Nhưng mà mình ở trên đó thì lại được cái cơ hội nghe Pháp mỗi ngày, cho nên từ từ mình tiến hóa. Cho nên mình là phàm được lọt lên trển, Phật Bồ Tát chịu khó ở chung với mình, cho nên gọi là phàm thánh đồng cư.
Bây giờ quý vị nhìn lại coi cõi đời này chúng ta có cái dạng phàm thánh đồng cư không? Có, phải không? Cho nên mình cũng không dám ai nhìn nhìn không dám nhìn ai là phàm hết. Tốt hết là học như ngài Ấn Quang dạy đi. Ta là phàm phu, còn người khác là Bồ Tát. Cho nên nhiều khi người ta hiện cái tướng là tu ra la ra vậy đó, để cho mình bực bội, mình tu ra gắt củ kiệu chơi. Nhiều khi người ta hiện cái tướng vậy để mình tu cho vững lên. Mình không dám định là người này đúng sai, nhưng mà hãy nhìn cái cách sống của họ để chúng ta được hiểu là họ là những người tu như thế nào. Con nghe Pháp có dạy rằng càng tu thì phước sanh nghiệp giảm, đồng nghĩa là khi phước sanh thì họa sẽ giảm. Nhưng cũng có nghe là khi ta càng tu, nhất là tu đúng, thì nghiệp sẽ đổ. Khi đổ nghiệp thì hoạn nạn sẽ đến. Hai điều này có gì mâu thuẫn không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Có một trường hợp nói rằng mình tu nhiều chừng nào thì phước nó sanh, nghiệp nó giảm. Nhưng mà có trường hợp là mình tu thiệt nhiều thì đổ nghiệp nó đổ. Thưa đại chúng, không có gì mâu thuẫn mà nó hỗ trợ cho nhau. Mình càng tu đời này nè, càng tu đời này thì phước đời này nó sanh. Nhưng mà nghiệp mà nó đổ là đâu phải nghiệp đời này, nghiệp quá khứ. Nó đổ cái quá khứ, nhưng mà nhờ cái phước đời này, cho nên chúng ta biết quán chiếu và đủ sức để chịu cái nghiệp cũ. Pháp Hòa ví dụ, trong người Pháp Hòa có bệnh, nhưng mà lọt qua được tới xứ Pháp, uống được mớ thuốc tốt. Thì uống được thuốc tốt, nhờ uống được thuốc tốt cho nên bệnh cũ nó tái phát, phải không? Thì chúng ta không đến nỗi bệnh hoạn, và chúng ta nhờ cái thuốc tốt này mà giúp cho cái bệnh cũ ở trong người mình nó có phần thuyên giảm hoặc là nhẹ hơn. Cũng như thế, nếu mình không có tu hành gì hết, nghiệp chắc chắn cũng sẽ đổ như thường lệ. Nhưng người không tu thì nó ra tới đâu là khổ tới đó. Còn người hiểu đạo rồi thì sao? À, biết kiểm nó liền. Người chưa hiểu đạo thấy nghiệp là nghiệp. Người hiểu đạo rồi, có phước nhìn rồi thì thấy nghiệp là nguyện. Hồi đó mình không biết chăm sóc người thân, mà mỗi lần chăm sóc là giũa. Trời ơi, tôi không biết tôi mần ăn khổ báo gì, toàn là nợ không, báo đời báo hại gì đó. Nhưng bây giờ mình biết tu rồi, không, nguyện chăm sóc người bệnh mà không phải là nghiệp, nguyện. Quý vị thấy các vị Bồ Tát không? Có bà con gì với mình đâu, mình cũng phải xin các ngài. Có một ví dụ trường hợp vậy, Phật ở tuốt Ấn Độ mà giờ mình người Việt Nam cũng xin ngài phù hộ. Ví dụ vậy. Bây giờ ở đây nè, mình tu á, là mình có một cái năng lực, năng lực để chúng ta chấp nhận được tất cả mọi hoàn cảnh. Nhờ vậy cho nên tất cả những cái nghiệp quá khứ nó có đến với mình, mình biết tiếp nhận. Bây giờ Phật tử hiểu tứ diệu đế, khổ, trong khổ đó có bệnh khổ, già khổ. Thì tự nhiên bây giờ mình có bệnh có già, buồn mà không có khổ. Bị sao? Hiểu đạo rồi. Chứ đâu phải quý vị hiểu đạo rồi cái không già không bệnh đâu, phải không? Mà bây giờ già bệnh là một phần của cuộc sống, nó tới với mình thì mình không có quá đau khổ. Trời ơi, sao tôi bệnh như thế này, tôi khổ như thế kia. Không phải, mình có cái phước để mình nhận ra được cái đó. Cho nên á, càng tu càng có phước. Phước này là phước gì? Phước trí tuệ. Phước để chúng ta nhận tất cả mọi hiện tướng, mọi thật tướng của thế gian này. Sanh, trụ, dị, diệt. Thấy không? Đây nè, hoa này nè, đây là sanh nha. Bây giờ quý vị thấy nó tươi vậy phải không? Tạm gọi là trụ. Nhưng trong thời gian nó trụ, nó đang dị. Dị là nó biến đổi, đến một ngày nào đó nó diệt. Giống như mình dị mỗi ngày, mỗi tháng mình đâu có biết đâu. Lâu lâu nhìn kỹ mới thấy có đường nhăn. Chứ thật sự ra mình già trong từng giây từng phút, mình đang biến đổi từng ngày mà. Đến một ngày nào đó mình mới thấy rõ là mình già. Cho nên thấy được thật tướng của các pháp là sanh, trụ, dị, diệt. Thế giới này là thành, trụ, hoại, không. Con người của mình là sanh, già, bệnh, chết. Phước là mình thấy được cái đó. Cho nên mọi cái thật tướng thế gian nó hiện rõ, mình nói được hết.
Mình nói được hết, cho nên mình vượt qua được tất cả mọi khổ ách. Như Ngài Quán Tự Tại, đâu phải Ngài thấy, Ngài thâm Bát Nhã thâm sâu rồi là Ngài không già không bệnh đâu, nhưng mà Ngài thấy rõ ngũ uẩn là không, sắc thọ tưởng hành thức tạm thời gom lại, hễ mà nó gom lại á thì gọi là ngũ uẩn, nó ngăn che làm cho mình khổ sở với nó gọi là ngũ ấm. Và Ngài quán triệt, Ngài thấy rằng à, mình có con mắt thì dĩ nhiên phải nhìn tướng, nhưng mà nếu mà con mắt nhìn cái tướng thôi không đắm nhiễm gì hết thì cái tướng đó là tướng cảnh, sắc cảnh, còn hễ tôi đắm chìm với nó thì gọi là sắc sắc trần. Cho nên cũng là cái phước thấy được Phật pháp như vậy. Cho quý vị bây giờ quý vị nghiệm câu Pháp Hòa nói, quý vị lâu lâu quý vị lên tắc bạch: chúng con nhận thấy rằng mình còn chút phước duyên, sanh ra đời này được đầy đủ sáu căn, được gặp Phật pháp, nhận mình có phước rồi, nhưng mà tất cả những cái gì nó biến đổi trong cuộc đời này, nếu mình không có cái phước nhận ra sự thật đó, trầm luân đau khổ. Còn có cái phước nhận ra hết tất cả rồi thì khổ đau không còn. Cho quý vị thấy không? Đường đi thỉnh kinh khó không? Của thầy trò Đường Tăng khó lắm. Tại sao Tôn Ngộ Không có thần thông không vận cái một đưa thầy bốn thầy trò tới Tây Phương Cực Lạc, mà phải để đi một đoạn đường dài như vậy? Muốn thỉnh kinh nghĩa là muốn tới cái chỗ an vui đó, đâu phải cái vèo mà tới đâu, phải trải qua nhiều khó khăn. Mà khó khăn đó không ai hết á, tự bốn thầy trò, ba người đệ tử là tham sân si, ông thầy chính là mình, Ngài Huyền Trang là mình, ba đứa Tôn Ngộ Không, Ngộ Tịnh, Ngộ Năng là ba đứa tham sân si, nó nằm trong mình, nó là đệ tử của mình. Mình đi chùa mình thỉnh kinh nó cũng đi theo, rồi lâu lâu nó đánh lộn, nó cũng anh em nó giành ăn nha, nó gây gỗ à. Nhưng mà thầy ra thầy dàn xếp. Và cái đứa nào thông minh phải dạy nó tu. Ngộ Không thông minh lắm, phải trồng trong cái đầu ổng kim cô. Kim cô đó là gì? Đó là giới pháp, đạo đức. Một người thông minh mà không có đạo đức, không có giới pháp thì nguy hiểm, hại người, phải không? Cho nên cả một cái bộ phim Tôi Du Ký, gọi là Tây Du Ký, đoạn đường đi tới Tây Phương, chúng ta cũng là những người đang đi tới Tây Phương, tức là chúng ta đang cầu học, cầu mong cái sự lành thiện. Mà sự lành thiện không phải dễ dàng, mà nó phải trải qua nhiều khó khăn. Có phước lắm mới được thấy những điều đó. Cho nên mình có phước để có trí tuệ, có học Phật. Học Phật để làm gì? Để khi những sự việc nó xảy ra, nghiệp chướng nó đến, chúng ta đều biết nó mà không khổ. Vậy thì hai cái này nó làm sao? Nó hỗ trợ cho nhau chứ không có gì mâu thuẫn. Bạch thầy, thọ bát quan trai chiều uống sữa được không? Uống bằng ly hay uống bằng bình? Ở trong giới bát quan trai á, có một cái giới thứ 8 á, là không ăn phi thời. Nghĩa là không ăn ngoài giờ quy định. Ví dụ như chùa đây có cái lệ là qua buổi cơm trưa rồi là không ăn nữa. Thì tất cả quý vị đồng tuân thủ cái đó. Hễ cái gì để vô miệng mà nhai là không được, còn cái gì nuốt không phải nhai là được. Ví dụ như sữa, nước trái cây vắt ra thì được, còn muối cam mà để vô miệng nhai nó có xác thì không được, vắt nó ra. Bởi vì không ăn mà mình uống thì được, cho nên sữa nó không có dính dáng tới chuyện ăn đó. Trừ khi nào sữa mà có thêm gì vô thì mình nhai là không được, phải không? Còn mình uống sữa hay uống nước trái cây là được. Hoặc là có nhiều chùa ta nấu nước cháo. Hồi xưa ở Việt Nam đâu có tiệm mua sữa đâu, toàn nấu nước cháo cho uống buổi chiều. Có thể ở đây, không biết ở đây có cho ăn chiều không? Có cho ăn chiều không? Có chứ. Đó là phương tiện nha. Nhưng mà đại chúng nhớ vậy nè, ăn chiều cũng không có phạm giới. Vì sao? Thứ nhất là mình đồng lòng ăn một cử nữa vì trị cái bệnh đói khổ của mình. Người nào cũng uống thuốc hết á, mà không ăn thì làm sao uống thuốc. Cho nên cái buổi chiều á, chúng ta gọi là dược thực. Dược thực là ăn thuốc, chứ đừng nghĩ là mình ăn ngon. Bây giờ ví dụ chiều nay á, hồi trưa còn cái gì mang ra ăn lại, thì sắp hè tới phiên mình, hết cơm rồi, còn chén bún mình ăn bún, còn ổ bánh mì mình ăn bánh mì. Chiều còn cái gì mình ăn cái nấy, mục đích là no cái bụng để qua được một đêm, gọi là dược thực.
Còn ví dụ lỡ mà đại sư cô thương mình quá, nấu cho mình một bữa ăn chiều rất là ngon, nhưng mà cũng đừng khởi tâm ngon dở nữa. Lỡ có cái dở cái ngon gì đừng khởi, mà luôn luôn tâm niệm đó là dược thực. Và quý vị thấy không, muốn vô cái chùa này cửa hông, cửa trước, cửa sau, vô cửa nào cũng được đó. Cho nên giờ sư bà mở nhiều cửa cho vô, nghĩa là tu bát quan trai cho ăn chịu. Quý vị phải cảm ơn sư bà đó. Cho Pháp Hòa biết cho nên chưa đâu có ăn nhiều. Kính bạch thầy, lúc còn sống mình có nên cầu siêu cho mình hay không? Thì cái này là chuyện của mình muốn cầu siêu cho mình thì mình cầu chứ có sao đâu, thấy không? Nhưng mà bây giờ quý vị hiểu sao chữ cầu siêu mà mình sợ? Tại vì á, Pháp Hòa nói ví dụ như thế này, chỉ cần á, mỗi ngày mình nguyện cho con, trong cái thời kinh mình thường hay nguyện, hiện tại đệ tử chúng con phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, nhớ không? Thường nguyện câu đó gì là một hình thức siêu rồi, siêu phiền não, siêu khổ đau. Chữ siêu là vượt, chỉ cần mình vượt phiền não, vượt khổ đau là cầu siêu. Nhưng mà chúng ta không cần thiết kêu một Phật tử ra nằm ngay chánh điện đây rồi lấy cái tấm Đà La Ni đắp rồi súng lại niệm tiếp dẫn đạo sư, hỏi chi vậy, thực tập chết, tối nào cũng chết hết đó. Không cần phải thực tập ngay chánh điện như vậy, quý vị hiểu ý và nói vậy đó. Cho nên trong cái sự tu hành á, chúng ta phải hiểu, nhiều khi chúng ta phải nhận ý quên lời. Nhận ý quên lời là chúng ta nhận ra được cái thâm ý, còn lời lẽ chúng ta đừng quan tâm. Ví dụ quý vị gửi danh sách lên chùa, nhờ thầy cầu an cho con, cô thư ký cổ không biết hay là cổ quên, sau đó cổ ghi nhầm qua danh sách cầu siêu, hoặc thậm chí đưa lên đúng cầu an mà thầy chủ lễ ông đọc sao hồi qua thành cầu siêu, ngồi ở đó, ngồi dưới đó nghe tên mình đọc lộn qua danh sách cầu siêu mà mình phiền não là không an rồi, mà mình phiền não là không siêu rồi. Cho nên phiền não là an siêu đều mất hết. À, thầy đọc tên con qua cầu siêu, ngồi bình thường là an rồi. Mình nói không sao, siêu phiền não, siêu đau khổ, vừa an vừa siêu luôn. Quý vị hiểu ý không? Đừng có sợ, đừng có sợ. Cho nên thậm chí bây giờ á, quý vị hay nguyện mà, nguyện cho con hiện đời tinh thần minh mẫn, trí tuệ sáng suốt, một hậu lâm chung, vãng sanh cực lạc. Nghĩa là mình xin Phật cho mình được sáng suốt minh mẫn, đến một ngày nào đó rồi mình theo Phật thì mình được theo, mình đi theo Phật, có gì mà sợ? Đó là chẳng không phải là những điều mình muốn sao? Cho nên cái chữ cầu nói như vậy không có nghĩa là phải ghi tên mình vô danh sách cầu siêu, không phải vậy. Nhưng mà thật sự hàng ngày đó, trong cái thời kinh quý vị tụng á, nguyện cho chúng con phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu trừ, hiện đời tinh tấn tu học, phúc tuệ trang nghiêm, mai hậu lâm chung, vãng sanh cực lạc là đủ hết rồi đó. Trong đó quý vị vừa an vừa siêu cho bản thân mình rồi đó, chứ không nhất thiết là phải ghi tên mình vô danh sách cầu siêu hay làm cái hình để lên trên bàn thờ thờ trước. Dạ không cần, chúng ta không cần những cái đó. Con là Phật tử sơ cơ, con có vài điều không hiểu rõ, xin thầy giải giúp dùm con. Nam mô Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Trong trường hợp nào đọc chữ tiếp dẫn đạo sư, cúng cầu siêu, vân vân, đại khái là như vậy. Thì kính thưa đại chúng, khi chúng ta niệm một danh hiệu của Phật, thường thường á, chúng ta hay để thêm vào những cái công hạnh, những cái việc làm của mỗi Phật, mỗi Bồ Tát vào. Chứ thật ra tên của quý ngài chữ nó nhiêu đó thôi. Ví dụ như câu này, câu vừa hỏi đó, Nam mô A Di Đà Phật là đủ rồi. Nhưng mà bởi vì mình muốn nói thêm Phật A Di Đà là một bậc đạo sư. Đạo sư là gì? Là thầy dẫn đường, tiếp dẫn tức là dẫn dắt mình đi. Hai bốn cái chữ tiếp dẫn đạo sư là mình thêm vào
để nói lên được cái công hạnh của Phật vậy thôi, chứ không phải mình tụng là thêm câu này mới là đủ, bỏ ra thì là thiếu. Nhưng mà thường thường mình tụng kinh mình hay thêm thắt để cho cái câu văn câu cú nó được trôi chảy, nó hay vậy thôi. Và đồng thời câu này thường niệm vào những cái buổi cầu siêu, tại vì người ta nghĩ rằng mình đi cầu siêu thì mình cần nói lên cái vấn đề tiếp dẫn đạo sư, để cho cái buổi lễ nó linh động, nó hay thêm. Bây giờ quý vị Nam Mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật cũng được, nhưng mà cái câu nó ngắn, mà xưa nay mình niệm quen rồi, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi. Mà hễ mà có cầu siêu cái mới thêm chữ tiếp dẫn đạo sư, còn không có cái thì không để. Nhưng bây giờ thí dụ bây giờ ở nhà mình mỗi ngày mình tụng kinh bình thường, mình thêm bốn chữ tiếp dẫn đạo sư được không? Được, có sao đâu. Thì mình chỉ nói lên hạnh của ngài, chứ đừng có sợ mình đọc cái này cái ngày tới ngày dẫn mình đi. Có nhiều người không nói là tại vì mình mới cử, mình nói mình đâu có cầu siêu đâu mà tiếp dẫn đạo sư. Nhưng mà thật sự trong cuộc sống hàng ngày của mình lúc nào cũng cần một đạo sư, lúc nào mình cũng cần một người tiếp dẫn. Như vậy thì bất cứ ai xuất hiện trong đời mình dẫn dắt mình đi được trên con đường chánh gọi là đạo sư. Thế thôi chứ đâu có sợ gì mà không niệm. Nhưng mà bây giờ quý vị có bỏ ra cũng không hề trật, bởi vì nguyên thủy tên Phật chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật. Ngay chữ chữ Nam Mô mình cũng thêm rồi đó. Bởi vì chữ Nam Mô là gì? Là cung kính, là đảnh lễ, là quy mạng, vân vân. Cho nên chữ Nam Mô là mình thêm. Thêm để cho nói lên cái sự trân trọng danh hiệu của Phật. Thí dụ mình nói A Di Đà Phật, có nhiều vị nói vậy không có lễ, phải thêm chữ Nam Mô. Giống như là cung kính vậy. Thành thử là có những trường hợp bỏ bớt hai chữ, dùng bốn chữ thôi. Phải không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói tiếp. Thích Ca Mâu Ni, nhiều đó đủ rồi. Mình lại dành, mình sợ người ta dành với mình, mình thêm hai chữ bổn sư vô nữa. Bổn sư là gì? Là thầy của con. Cho nên Phật không có cái hiệu nào là bổn sư Thích Ca cả. Hiệu của ngài là Thích Ca Mâu Ni. Chấm hết. Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni. Bây giờ mình thêm bởi vì mình muốn xác định ngài là người thầy trong cuộc đời này, của thế giới mà chúng ta đang sống đây. Cho nên chúng ta thêm hai chữ bổn sư. Chứ còn không có Phật nào tên là bổn sư Thích Ca. Tên đúng nguyên thủy là Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai chữ bổn sư của mình thêm. Rồi. Quán Thế Âm Bồ Tát. Đủ rồi. Nhưng bắt đầu mình thêm vô Đại Từ, Đại Bi, cứu khổ, cứu nạn. Mà sợ nạn không đủ là linh cảm nữa. Là linh cảm chưa đủ nữa, phải cứu cho rộng, cho nên thêm chữ Quảng Đại. Thấy không? Rồi mình chưa nói đủ, mình nói phải Quan Âm mặc áo trắng và bạch y. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quán Thế Bồ Tát. Ngài ngồi trên, ngài nói kêu đại đi, tôi mệt quá. Tôi ngồi đợi nghe tên của tôi không, tôi cũng phát mệt. Đó là mình thêm. Quý vị thấy rõ không? Rồi bây giờ mình thêm nè. Khi mình niệm Quan Âm là Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, thì mình muốn cho đủ, cho nên mình lại thêm là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Đại Bi Quán Tham Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mấy cái chữ, hai chữ là Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Hạnh, Đại Trí, tất cả là do mình thêm. Còn thuần hiệu của ngài là Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Còn mỗi vị chúng ta thêm câu vô để nói lên cái công hạnh của mỗi vị. Bởi vì Đức Văn Thù là tượng trưng cho trí tuệ. Muốn nói rõ ngài là trí tuệ, cho nên mình thêm hai chữ trước, Đại Trí. Muốn nói rõ Đức Phổ Hiền tượng trưng cho nguyện, cho nên là Đại Nguyện, Đại Hạnh. Rồi chúng ta muốn nói Đức Địa Tạng Nguyện, cho nên mình thêm chữ Đại Nguyện. Vậy thôi. Chứ còn thuần hiệu của các ngài là chỉ có vậy thôi. Cho nên bây giờ trong trường hợp thường là người ta trong những cái buổi lễ cầu siêu người ta thêm vào, nhưng mà thật sự không cần thêm cũng được, mà lỡ cầu an có thêm cũng không sao cả, đừng có sợ. Mình thì hay sợ lắm, bình thường cứ muốn vãng sanh mà hễ ai mà niệm tiếp dẫn đạo sư là thở rừng hơi ấn ấn. Theo là thậm chí là muốn vãng sanh mà tụng chú vãng sanh lại không chịu. Đó. Thấy không? Thành thử ra trường hợp này mình phải để ý.
Rồi cái câu thứ hai: Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cái chữ Linh Sơn á, là muốn chỉ cho cái núi Linh Thú. Thay vì kêu Linh Thú Sơn thì bỏ bớt chữ Thú, Linh là tượng trưng cho Linh Thú, chữ Sơn là núi. Ý muốn nói là cái ngọn núi Linh Thú nơi Đức Phật thuyết pháp ở tại thành thành gì của vua Tần Bà Sa La là thành Xá Vệ, phải không? Ở thành Xá Vệ có một cái ngọn núi, cái hình dáng của nó nhìn giống như con chim thú, cho nên gọi là núi Thú, mà tiếng Hán gọi là Thú Sơn, cho nên tiếng Việt mình gọi là núi Thú. Nhưng bởi vì bây giờ cái câu này mình tạo ra để chúng ta niệm tất cả Phật Bồ Tát có mặt trên cái núi đó khi Đức Phật Thích Ca giảng kinh, cho nên mình phải niệm chung một câu là: Con xin quy hướng đảnh lễ tất cả Phật Bồ Tát ở trên núi Linh Thú. Cái câu đó nghĩa là vậy đó. Cho nên mình niệm là Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng, tức là tất Phật Bồ Tát ở trên đỉnh núi Linh Sơn này. Rồi bây giờ ở trong ngôi chùa này mình thờ Phật một hai tượng là biểu tượng thôi, nhưng mà khi chúng ta niệm, chúng ta cũng muốn đảnh lễ hết Phật Bồ Tát ở trong cái đạo tràng này. Cho nên mình mới có một câu tổng hợp là Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đạo tràng là gì? Là cái nơi nào có sự tu hành, là tất cả Phật Bồ Tát quy tụ về. Cũng giống như bây giờ Pháp Hòa ra, Hòa thưa: Kính bạch sư bà viện chủ, sư cô trụ trì, sư cô phó trụ trì gì đó, mình nói một hai câu thôi. Nhưng mà rồi giờ đại chúng ở dưới này là nhiều quá, nói làm sao? Thì bây giờ tổng hợp làm sao? Kính thưa toàn thể đại chúng hiện diện trong pháp hội hôm nay. Thì cái câu mình niệm cũng vậy. Thí dụ mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Văn Thù Sư Lợi, Phổ Hiền, Quan Âm, niệm xong hết rồi, giờ nhiều quá con ngồi cũng kể sao hết. Cho nên con tổng hợp lại câu Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát, hay là Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát, hay là Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật. Hội này là hội nói kinh Pháp Hoa, thì Phật Bồ Tát có mặt trong cái hội Pháp Hoa. Ví dụ này, Phật Bồ Tát có mặt trong cái hội Hoa Nghiêm, thì chúng ta là Nam Mô Hoa Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Cái câu này á, trong kinh sách thường gọi là gì? Tổng thể Tam Bảo. Tổng thể Tam Bảo. Còn nếu ví dụ mình niệm nè Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, đó là tổng thể Tam Bảo. Nếu mình niệm rời ra Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Phật, đó là tổng thể Phật Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Thập Phương Pháp, đó là tổng thể Pháp Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Thập Phương Tăng, đó là tổng thể Tăng Bảo. Còn nếu chúng ta đọc rõ tên từng vị Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái đó gọi là gì? Biệt thể Phật Bảo. Biệt thể là tên riêng từng vị. Còn bây giờ Phật đông quá, mình gom chung lại câu Nam Mô Thập Thường Trụ Thập Phương Phật, đó là tổng hợp tất cả chư Phật. Quý vị hiểu được câu này ha. Rồi thì bây giờ cái câu Linh Sơn Hội Thượng là như vậy. Rồi trong này hỏi tiếp, nghĩa Linh Sơn như thế nào? Rồi bây giờ nói ngày nay Linh Sơn này là như thế nào? Có giống như núi Tu Di? Dạ, chữ ai muốn biết thì qua Ấn Độ biết. Đi chừng vài trăm nấc thang là sẽ tới được cái đỉnh núi này. Và nếu mình đứng mé xéo một chút thì mình thấy có một cái mỏm đá nó đưa lên, thì cái mỏ nó nhìn giống như dáng con chim thú. Từ đó mới gọi là núi Thú hay là Thú Sơn. Mà Đức Phật thường ở trên cái núi đó để ngài, bởi vì cái núi đó đặc biệt á, là nó không nằm ở trong thành thị mà nó cũng không quá xa thành thị. Ngày xưa mà khi Đức Phật chọn chỗ lập chùa đó, thì Đức Phật thường hay nhắc các thầy đừng lập chùa quá xa thành phố, nhưng mà cũng đừng lập chùa nơi thị tứ. Ngày nay thì chúng ta có hai rõ ràng: thể muốn gần gũi cho quần chúng được đi thì chùa đặt ngay trung tâm để cho người ta dễ. Bởi vì sao? Thời bây giờ chúng sanh tu hiện đại, đúng không? Xa xa quá thì có cớ nói chùa xa. Cho nên giờ phải sao? Phải phương tiện dẫn dắt là bằng cách là chịu khó vô phố, gọi là nhập nhập gì
hội nhập với chúng sanh. Kính bạch thầy, hoan hỷ khai thị cho con muốn tụng chú Đại Bi vào khoảng 20-21 giờ vì con bận đi làm, kính thầy cho con được rõ muốn tụng giờ nào tụng, không có quy định giờ nào cả, giờ nào thuận tiện cho mình thì mình cứ tu. Thậm chí có những người không có thời gian về nhà tụng kinh gì hết, tụng trên xe, từ xe lái về chùa, về nhà, từ nhà lái ra sở, tu trong mọi hoàn cảnh, mọi giây, mọi phút. Thay vì mình không tụng kinh, bây giờ thí dụ mà nó không được tụng kinh giờ này, vì giờ này Phật ngủ, thì mình không tụng kinh mà giờ về giờ này buồn quá làm gì, thì mở karaoke. Thì quý vị mở ra nhạc, quý vị hát, quý vị mở phim, quý vị xem. Thì bây giờ nghĩ đi, xem phim với cái tụng kinh nào hơn? Thì mình tụng kinh. Cho nên không có giờ nào cũng được hết. Và thậm chí thật sự ra thời gian năm tháng không có cái gì đúng hết. Chính vì vậy mà tại sao trong kinh, mở đầu kinh chỉ nói là một thuở nọ, hay là lúc bấy giờ, mà không nói ngày giờ năm tháng. Bởi vì nói lúc nào cũng được hết. Bây giờ thí dụ mình ở Pháp nè, mình nói là hôm đó ngày 23 tháng 6, nhưng mà cuốn kinh này mai mốt viết xong rồi lọt qua tới Việt Nam thì 23 tháng 6 này là 24 tháng 6 bển rồi, phải không? Rồi mình nói là vào giữa trưa nóng bức, bên Úc ta nói ủa ngày này tôi nhớ đâu có nóng, mùa đông mà. Quý vị thấy không? Vì vậy trong kinh không dùng ngày tháng năm gì hết, mà chỉ để một câu là lúc bấy giờ, là một lúc đó thôi. Ngày tháng giờ ngày có gì đâu mà nói. Cho nên đừng có bị cái chuyện, có nhiều người hồi nhỏ mà nhớ 8 giờ tối không cho thắp nhang. Hỏi sao vậy? Cửa thiên đình đóng rồi, đốt nhang lên trển không có vô được cửa, rồi không ai chứng cho mình. Đấy, Phật tử là không có nói mấy cái đó được. Phật tử mà thỉnh sư bà vô chụp hình, thỉnh thầy vô chụp hình, con vô nó không được, có 3 người à, chết ngắt. Ở sao chết? Chết chắc. Trước sau cũng chắc chết. Chắc chết là chết chắc gì nữa. Con thường đem Phật Pháp lan rộng đến gia đình và những người xung quanh, họ rất thích. Nhưng họ nói rằng Phật Pháp thích hợp với những người tốt, có ý sống tỉnh thức. Nếu với những người thực sự vô minh thì Phật Pháp có công hiệu không? Ví dụ như vô minh như những người khủng bố thì Phật đối trị ra sao? Chà, bữa nay dám đụng tới khủng bố nữa. Ai hỏi câu này lát ra đừng có gọi đi tới mấy chỗ khủng bố nha. Thưa đại chúng á, không phải những người khủng bố mà họ là những người vô minh. Bởi vì họ cũng có cái minh, tức là cái nhận biết của họ, nhưng mà biết sai lầm thôi. Mà mình, tại mình đứng phần mình, nhưng mà họ nói họ đúng, tại vì họ làm được việc cho thánh thần gì của họ đó. Cho nên mình cũng không dám nói. Tại vì bây giờ ai dám, mình nói mình là minh, họ nói mình vô minh, mình thờ những cái gì đó không đúng, họ thờ mới đúng, phải không? Thật sự ra ở đây á, tất cả mọi người, thậm chí cho nhất xiển đề, trong kinh gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề là người như thế nào? Người bất tín, không còn tin nhân quả, tội phước, bất cứ cái gì. Và thậm chí mình nói người này là hết thuốc chữa. Nhưng mà đối với con mắt của Đại Thừa, nhất xiển đề cũng có ngày chuyển hóa. Tại vì sao? Vì Đức Phật luôn luôn xác định một con người họ đều có cái khả năng tình thương của họ, nhưng mà họ chưa phát triển tới đủ thôi. Và cũng đừng nghĩ rằng Phật Pháp chỉ để cho những người tốt. Thế thì mình không phải là mở phòng mạch. Một người bác sĩ mở phòng mạch không thể nào tuyên bố rằng chỗ của tôi chỉ chữa những người hết bệnh, khỏe mạnh, ai bệnh xin mời đi nơi khác. Ông bác sĩ không, bác sĩ là phải nhận bệnh nhân, chứ bác sĩ đâu có phải là nhận những người không bệnh. Cũng như vậy, nhưng mà nó có hai trường hợp.
Phật pháp những người thượng căn thượng trí người ta tiếp nhận một cách mau lẹ, và có những người người ta căn trí chậm chạp, người ta tiếp nhận lâu hơn, thời gian dài hơn. Bây giờ quý vị nhìn, bây giờ Pháp Hòa ví dụ hột é để vô nước nở liền, măng khô ngâm vô nước không mềm, phải bỏ vô nồi hầm, hầm bao lâu đó thì măng nó mới mềm mới nở, thấy chưa? Mà thậm chí mà mình chỉ rỡ ngoài nó mềm mềm á, nấu chưa chắc nó đã mềm. Măng mà mình măng mà chấp nhận ăn măng khô thì phải hầm cho nó tới, còn không thì măng chỉ nấu cho nó có mùi mà không ăn được. Quý vị nấu xôi, mặc dù là nếp nó nở nhưng cũng phải ngâm nếp, rồi cũng phải cho nó khoảng thời gian nào để nó nở được hột nếp, phải vậy không? Làm cơm rượu, nếu mà chúng ta chỉ xôi một lần nếp rồi nhắc xuống vò men, làm lúc làm nó vẫn ra cơm rượu, nhưng để lại 3 ngày sau nếp ở trong nó sống là hết, lúc ăn hột nếp nó sừng sực vì chúng ta không biết cách hấp nếp. Muốn làm cơm rượu nó nở để 10 ngày trong tủ lạnh hột nếp vẫn không có cứng thì phải hấp nếp 2 lần. Chẳng những vậy mà lần thứ nhất mang xuống phải xả nước thiệt sạch để cho cái chất nhờn của nếp nó trôi đi, nó không bao hột nếp lại thì nếp nó mới không bị nín. Độ người cũng như là mình nấu nếp vậy, có những người chỉ thấy họ sơ sơ tưởng trơn trơn vậy là được rồi đó, không phải. Cho nên có những người họ như vậy đó, nhưng mà nếu chúng ta trì chí thì chúng ta cũng sẽ làm được cái điều đó. Quý vị thấy không, làm sao mình tin được một bức tường ở bên Đức, bên Đông Đức, Tây Đức có ngày nó sụp đổ, những quốc gia hoàn toàn gì đó cộng sản mà có những ngày nó trở thành ra những quốc gia không cộng sản. Một con người cháo cho mình trong nhà, trời ơi, bữa nay mình không ngờ nó tu, không nói được. Cái đó gọi là bất khả tư nghị. Nhưng mà nó đòi hỏi cái gì? Nó đòi hỏi cái sự trì chí của chúng sanh, hay là trì chí của mỗi con người. Trong kinh Địa Tạng nói, con thắc mắc một điều là tại sao ngài Địa Tạng đưa chúng sanh ra khỏi địa ngục rồi, rồi họ lon ton họ trở vô nữa, làm nhọc cho ngài Địa Tạng quá. Quý vị nhớ cái câu đó trong kinh không? Đó, vậy thì tại sao? Vì có những chúng sanh, nó làm sao? Nó là những người, có những chúng sanh họ chỉ là những người hốt tỉnh hốt giác, lát họ mê lát họ tỉnh, chứ chưa phải là toàn giác. Mà bây giờ chúng sanh mà hốt tỉnh hốt giác thì nhiều, mình cũng vậy thôi chứ có khác đâu. Nếu mình toàn giác thì mình là Phật, mình hốt giác hốt mê tụng kinh mà lúc nhớ lúc quên, mà tụng bài chú Đại Bi 30 năm rồi mà giờ thuộc Đại Bi còn chưa trọn, mà nội cái tụng khúc cuối á, na ra cẩn trì ta bà ha, ma ra na ra ta bà ha, là mình ra hoài mà không ra nổi cửa. Cuối cùng bực quá thôi, án tất điện đô mạng nữa. Có không? Cho nên thưa đại chúng là mình không có nói ai cứng đầu cứng cổ. Pháp Hòa chỉ đưa một vài cái ví dụ ngay cuộc sống của mình. Có những cái cây á, thí dụ quý vị trồng cái cây cúc, lỡ mình quên tưới nước, nó khô queo, nó nhẹ ửng cái bình à. Trường hợp đó mình phải đem vô dặn nước ấm, ngâm ở trong cái bình đó một hồi cho nước nó rút từ từ lên, tới chiều là nó tỉnh cây cúc lại. Còn mình đi ngang cầm một cái ly nước xói vô vậy, làm sao nó đủ nước nó rút? Phải cho nó đủ nước để nó rút, nó tỉnh lại cây cúc đó. Đó, rồi Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình nè, mình ăn chay bao nhiêu năm nhưng mà thỉnh thoảng mình còn trả giá với Phật. Phật ơi, bữa nay con bận đi đám cưới, mai con ăn bù. Rồi bữa nào mình mệt mỏi mình cũng đâu có chịu tụng kinh gì đâu. Tôi nói chung là cuộc mình là những người Phật tử thuần thành đó, mà đôi khi rồi thậm chí mình tức giận ai quá mình còn nói là sao, tôi bữa nay tôi chấp nhận đọa đọa địa ngục rồi. Tôi phải dợt cái người này mà thế này thế kia, phải không?
Cho thưa đại chúng, đối với Đức Phật không có ai là người bất trị hết. Nó đòi hỏi mỗi chúng ta là gì? Cái thứ nhất là cái nhân duyên với người đó. Nhiều khi á, mình không đủ duyên độ họ, mà biết đâu chừng mai này có một cái nào đó độ được họ sao. Quý vị nhớ không? Phật khóa hữu duyên nhân, vô duyên Phật bất độ. Phật chỉ độ được những người có duyên với Phật thôi, còn người không có duyên Phật chịu. Phật chịu, Phật không thể độ được. Bởi vì quý vị thấy không? Tại làm sao Ngài A Nan gần Phật như vậy mà cuối cùng Phật mất rồi Ngài A Nan vẫn chưa chứng quả đó? Rồi Ngài La Hầu La nhỏ nhất trong chùa, mà thậm chí là Ngài Một Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất độ không được những bà già keo kiệt thời đó, mà gặp Ngài La Hầu La thì họ lại nghe lời. Cái gì cũng phải nói tới cái duyên. Vừa rồi Pháp Hòa nói cái bài duyên đó ở Stuttgart, Bình Đức. Cuộc sống của mình là phải gieo duyên nè, kết duyên nè, phải không? Rồi giao duyên nè, rồi mình cầu cái thuận duyên nè, không muốn nghịch duyên nè. Rồi bên cạnh đó mình cũng có phước duyên nữa. Nhiều khi mình muốn duyên mà phước mình không có làm sao được. Rồi thậm chí tệ nữa, vô duyên, không có gì hết. Vô duyên đây không phải là ăn nói vô duyên, mà vô duyên mình không có đủ duyên với người đó. Có những vị thầy làm đạo không được, tức là không giảng, không thuyết pháp được, tại vì chúng sanh không nghe. Có những vị thầy làm chùa không được, có những vị đi tới đâu lập chùa được tới đó, có những người suốt đời lập không được một ngôi chùa. Đâu phải là chuyện đó. Rồi có những vị rất giỏi nhưng mà cả đời không có một người đệ tử. Rồi có những người không có học hành gì, chỉ tối ngày niệm Phật thôi, khuyên người niệm Phật mà đệ tử hàng khối. Thành cái chuyện duyên đó mình cũng khó nói. Cho nên những người này nhiều khi đời trước không? Họ có duyên với cái đạo giáo đó, và cái đó là cái cách mà họ sống. Một ngày nào đó họ sẽ hiểu ra được một cái mặt khác của thế giới nữa, thì họ bao bọc được cả. Họ bây giờ họ thấy mình sai, họ thấy họ đúng. Ngược lại mình thấy họ sai, mình đúng. Cái thấy nào cũng là biên kiến thôi, chưa phải là cái toàn vẹn. Đến khi nào họ thấy ồ, họ thấy họ đúng, nhưng mà những cái kia mình phải mở lòng để mình tiếp nhận. Đừng có làm một con voi mà chỉ rờ cái lỗ tai của con một người mù mà rờ con voi, rờ nhầm cái lỗ tai thì gọi là con voi như cái quạt, hay là rờ nhầm cái chân thì bảo rằng con voi nó như là cái cột nhà. Diễn tả được một phần của con voi mà không nói được hết trọn vẹn cái con voi. Ở đây cũng như vậy. Thôi bây giờ mình đừng nói chi những người khủng bố, nó xa với mình quá. Những người gần gần mình đây nè, có những người mình nói nó được đâu, phải không? Giáo pháp của Phật như một trận mưa. Cây đại thọ sẽ rút nước nhiều, cây trung bình rút nước một phần, ngọn cỏ nó hút theo ngọn cỏ, thì ai cũng đều thấm nhuần tùy theo cái căn cơ trình độ. Ngày hôm qua mình nói vị nhân tất đạt. Có những người, người ta không tin Phật pháp, mình không cần dùng những từ Phật pháp với họ. Quý vị biết ở bên Pháp Hòa, mỗi chiều thứ sáu có khoảng 30-40 người Mỹ vô ngồi thiền. 20 mấy năm nay thứ sáu nào họ cũng vô ngồi thiền, nhưng họ không phải là Phật tử. Có những người linh mục, mục sư, hay những người đạo chúa, đạo gì đó, nhiều chùa mà đeo cái thánh giá bự vậy đó, có sao đâu. Pháp Hòa không có dùng từ thiền gì đó với họ. Quý vị ngồi tịnh tâm, mình chỉ cho họ phương pháp thực tập tịnh tâm. Mà khi tâm họ tịnh thì tự động họ sẽ đóng góp một phần nào lành thiện cho xã hội, cho mọi người. Mà đạo Phật không phải là đạo thần, đạo thánh gì cả, mà đạo Phật là cách sống chỉ cho con người sống thiện, sống chân, sống tốt, chân thiện mỹ. Người sống được chân thiện mỹ là đạo Phật. Đạo Phật đâu phải để cho mình nói chuyện thần thánh, mà đạo Phật cho con người. Ngày nào con người còn khổ, ngày đó đạo Phật còn có mặt. Ngày nào có người hết khổ, đạo Phật không cần. Ngày nào có người còn bệnh, những công ty bào chế thuốc vẫn phải tiếp tục bào chế. Đến khi nào con người không có bệnh thì thuốc để làm gì, phải không? Cho nên thuốc chỉ để trị bệnh. Những đường lối hướng dẫn chỉ cho tất cả mọi con người, mà có những người tiếp nhận được, có những người chưa tiếp nhận. Cho nên có những người bạn của mình, ai cũng là bạn, không ai là kẻ thù hết. Nhưng mà bạn, những người hiểu mình và những người chưa hiểu mình.
nhìn người ta được như vậy thì mình mới đi tới cái chỗ an lạc được. Xin thầy giảng đừng đem chợ vào chùa. Cái này nó cũng đơn giản thôi, tức là ý nói á, không phải trong chùa, không ở nhà nữa. Đức Phật dạy cho một cô dâu của ông cấp cô độc á, một hôm Phật tới nhà ông chơi thăm, thì Phật ổng đang tiếp Phật trước vậy nè, thì ở sau nhà nghe tiếng cô dâu chửi bới quăng quát. Phật mới hỏi: ủa hôm nay nhà của trưởng giả có chuyện gì mà ở sao ồn vậy? Thì ông cấp cô độc ổng sẵn dịp ổng cũng mới than, ổng nói: con dâu nhà con đó Thế Tôn ơi, từ ngày con cưới nó về giống như con bưng nguyên cái chợ vô chợ vô nhà con vậy đó, chuyện gì nó cũng la lối sùm mà nói không có được. Con cũng rầu lắm mà giờ nó thương thằng con trai cho nên con nhịn nó dữ lắm. Thì Đức Phật nghe như vậy, Đức Phật nói: thôi thôi, bây giờ ông mời cái cô dâu đó lên cho tôi thăm. Thì khi mà cổ bước lên, cổ gặp Phật cái cổ e thẹn, bắt đầu giọng của nó xuống giống giống mình vậy đó. Thì khi mà gặp Phật rồi thì Đức Phật mới hỏi là: nãy giờ con làm gì dưới? Thì cổ mới kể ăn lèo. Thì cổ mới nói bạch Đức Thế Tôn, con không có dám tự khoe với con là vợ vậy vợ vậy. Phật nói: ồ vậy hả, ta cũng có 7 loại vợ, ta muốn kể cho con nghe, con nghe cho kỹ đi rồi con tự chọn con làm vợ loại nào dạng vợ nào. Vợ như bà chủ, vợ như đầy tớ, vợ như chị hai, vợ như bạn, vợ như ác nhân. Phật liệt ra một lô 7 loại vợ. Thì ở đây chỉ muốn nói rằng Phật dạy thêm, làm một người đừng bao giờ đem rác ở trong nhà mình ra đường, cũng đừng bao giờ đem rác ngoài đường vô nhà. Nghĩa là đừng bao giờ đem chuyện trong nhà ra nói, cũng đừng bao giờ đem chuyện bên ngoài không cần thiết đem vô nhà mình. Có nhiều khi vợ chồng ăn cơm nhưng chúng ta không có chuyện gì của gia đình mình nói hết, toàn nói chuyện ông Năm, ông Bảy, chuyện hãng, chuyện xưởng. Một lát mâm cơm đó có thể xuống đất chỉ vì hàng xóm chứ không phải vì gia đình mình. Có những trường hợp là vợ chồng gây gỗ không phải vì chuyện của vợ chồng, toàn là chuyện hàng xóm, chuyện bá gia bá tánh, phải không? Thành thử ra cái câu là đừng mang chợ vô chùa, nghĩa là chúng ta đừng mang những câu chuyện thị phi thuộc thế sự, nó không cần thiết để bàn trong một cái đạo tràng. Bây giờ quý vị cứ nghĩ, một tuần á, mình chỉ còn có mấy tiếng đi chùa, tụng kinh, công quả là hết giờ rồi. Thời gian mình được thanh tịnh cái tâm mình cho nó trọn, không bao nhiêu hết. Thầy chú cố gắng thanh lọc. Cái gì không có quan hệ chuyện tu học Phật Pháp, chúng ta đừng bàn thảo, để cho một ngày đó 4 tiếng đi chùa, 5 tiếng đi chùa, nó được trọn vẹn. Nhưng mà nếu chúng ta cứ nói một lần không sao, nhưng mà nhiều ngày nó thành nghiệp. Cái khổ ở đây là chúng ta nói nhiều lần, nhiều ngày thành thói quen, và chúng ta trở thành một cái tập nghiệp. Và chúng khi chúng ta thành trở thành một tập nghiệp rồi á, nó sẽ tạo thành một tập đoàn. Tập đoàn này là sáp lại là không có chuyện Phật Pháp mà toàn chuyện thế gian. Chính cái tập đoàn này sẽ làm cho những người mới tới, họ né, họ tránh, họ sợ, và họ rất không dám đụng tới mình, tại vì họ thấy rồi. Cho nên cái tu của mình không khéo, cái ứng mình không khéo thì trở thành ra một cái điều nó không hay. Cho nên cái chữ chùa ở đây á, nó còn có cái nghĩa nữa. Thưa đại chúng, chữ chùa được định nghĩa làm sao? Chùa là tiếng Việt, tiếng Hán gọi là tự, tiếng Phạn gọi là vihara, âm lại là tăng già la, dịch nghĩa là tịnh xứ hay là tịnh địa. Thế nào gọi là chùa, thế nào là tịnh xứ, tịnh địa? Vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ gọi là chùa. Tức là cái chỗ đó rời xa cái xấu, gần gũi cái lành. Bây giờ nếu chúng ta là những người tới đây mà chúng ta sống thực tập sao mà cái nghĩa này nó trật, thì chúng ta không làm cho cái nghĩa chữ chùa nó đúng nghĩa. Làm sao mà cho người ta nhận được rằng nơi này là cái chỗ vui vẻ, an lạc để người ta tới, thì mình là những người đã định nghĩa chữ này một cách đúng đắn bằng cái cách là thực tập của chúng ta. Chứ chúng ta không để cho cái này nó trở thành ra cái nơi mà người ta cho nó là cái chỗ thị phi tốt xấu.
Người xưa có câu nhắc nhở mình: thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Chuyện tốt xấu ngày nào cũng có, nghe hay không tùy ở mỗi người. Biết nghe miệng miễn cười tươi, không biết lòng dạ tơi bời khổ đau. Nghĩa là chuyện thị phi mỗi ngày đều có, mình không nghe tự nó thành không. Thị phi trung nhật hữu, bất thính tự nhiên vô. Không nghe thì tự nhiên nó trở thành không. Vô ở đâu? Thứ nhất, không dính vô mình. Thứ hai, người nói thời gian mệt mỏi quá không nói nữa, vì nói tới mình thấy vô nghĩa, vì mình không có phản ứng, không có gì hết. Không phải mình khinh người ta, nhưng mà tự mình biết điều đó nó không lợi cho mình. Và tự mỗi người phải nhận thức, mình phải có bổn phận truyền bá Phật Pháp bằng cái cách sống của mình, chớ không thể nào bằng cái tập nghiệp của mình được. Quý vị có thấy mỗi người chúng ta đều có một cái tập nghiệp, ai cũng có cái nghiệp riêng của mình. Chữ tập đây là huân tập, rồi chúng ta gom lại thành một khối, cho nên rồi chúng ta không khéo là lây cái nghiệp của nhau. Mà mình vô đi để làm gì? Để giúp cho nhau giải nghiệp. Cho nên mình mới tụng sám hối đó. Một cái thời sám hối là cùng phát tâm sám hối, cùng phát tâm giải nghiệp với nhau, mà chúng ta không nguyện, không có kết thêm những cái oan gia nữa. Cho nên là sám hối đó, hình thức sám hối là chúng ta lạy Phật tụng kinh vậy đó. Nhưng mà chúng ta phải có một cái phương pháp là gì? Chân thật sám hối là tự mình thấy được cái lỗi của mình để chúng ta cải đổi. Thì qua được như vậy đó, thì chúng ta là cái người mà có thể làm một cái công tác là không đem chợ vào chùa. Chữ chùa là cái nơi tịnh địa là vậy. Đã lâu con ao ước được nghe thầy giảng mà không qua dĩa, hôm nay qua tô. Xin thầy hoan hỷ cho con hỏi câu hỏi. Là vì trước đây con có quen một người bạn cũng là Phật tử với con. Bây giờ cô đã xuất gia, con phải thưa gửi như thế nào cho phải? Hiện giờ con thưa gửi bằng cô hay là sư cô? Và sao là có người gọi cô là con này không thể tu được vì nó yếu lắm. Ý hỏi là hồi xưa mình làm bạn với nhau, rồi bây giờ cái vị đó đi tu, đi xuất gia rồi, thì làm sao mình có thể mình gọi cái vị đó bằng cái gì cho nó đúng? Thưa đại chúng, dù ngày xưa mình với người đó là bạn thân, thậm chí gọi thân nhất là mày với tao, nhưng một khi người đó đã đi tu rồi thì mình gọi cho đúng. Cái gọi này không phải là mình chịu lép, không phải là mình gọi như vậy người đó tổn phước. Dạ thưa, không phải. Mình gọi đúng cái chức của cái vị đó. Phong vào ví dụ, cách đây gần 6-7 tháng, chúng ta gọi ông Tổng thống Mỹ là Mr. Trump. Nhưng sau khi ổng đắc cử tổng thống, bây giờ mình đi đâu gặp ổng là Mr. President. Như vậy không phải mình lòn cuối ổng, nhưng mà mình gọi đúng cái chức vụ của ổng. Tại làm sao khi mình gặp một ông bác sĩ, mình dạ thưa bác sĩ, đâu phải mình sợ phục gì ổng, mà vì mình gọi đúng cái chức của ổng là một ông bác sĩ. Bước vô phòng mạch làm nha, dạ chào nha sĩ. Gặp cô kia hát, dạ chào ca sĩ. Viết gặp ông viết nhạc, dạ chào nhạc sĩ. Phải không? Như vậy mình gọi tất cả những người đúng cái chức phận của họ. Thì một cái người xuất gia mình gọi đúng cái chức phận của họ thì có gì là sai? Thí dụ, có nhiều người sẽ đặt vấn đề là tôi ớn hơn ổng, ổng nhỏ hơn tôi, cô đó nhỏ hơn tôi, tại sao tôi phải gọi? Dạ thưa, có hai lý do. Nếu mình gọi dạ chào thầy, tức là mình gọi đúng cái chức của ông đó. Ông bây giờ là ông thầy, mà thầy này là gì? Thầy tu. Ông là thầy tu, kêu thầy thu, không lẽ kêu thu tay. Thầy tu kêu thầy tu, mình gọi đúng thầy tu thôi. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Vị đó là sư cô, mình gọi là sư cô.
Mình gọi đúng cái chức. Bây giờ quý vị nghĩ, nhạc sĩ mình gọi được, ca sĩ mình gọi được, bác sĩ mình gọi được, phải không? Thậm chí mình gọi được tất cả mọi cái chức phận của người ta trên thế gian này. Mà cái người xuất gia mình gọi không được, mà mình còn đem cái tâm phân biệt. Có nhiều ông bác sĩ 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi, mình bà đáng bà nội mình vô, dạ chào bác sĩ ơi cứu tôi. Vậy tại sao một cái vị này còn trẻ 20 mấy tuổi, 30 tuổi mình không để gọi là thầy được? Gọi đó là gọi đúng cái chức của ông. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Cái thứ hai, khi mình gọi như vậy có nghĩa là mình đang trợ duyên cho cái người đó tu đến nơi đến chốn. Ông đừng có quên nha, bây giờ ông là một thầy tu đó. Tôi gọi như vậy nghĩa là ông còn tu đó. Thì tự ông gò gẫm, ông tu như thế nào để xứng đáng được cái hiệu, cái chức mà người ta gọi như vậy. Tạm gọi cái chức, chứ còn tu không có chức gì để gọi cả. Nhưng mà trong cuộc sống mà chúng ta phải có chứ. Bây giờ quý vị nghĩ mình vô chùa gặp cô thư ký, dạ chào cô thư ký. Gặp anh kia, dạ chào anh Bảy, anh Năm. Thì bây giờ người ta tu rồi thì người ta cũng có cái hiệu của người tu. Thì mình gọi thầy, cô là chuyện bình thường. Đừng có ngại rằng như gì, bây giờ kêu tôi bằng sư cô, họ kêu tôi bằng thầy, hồi xưa nhậu với tôi mà. Con người mà hồi năm trước nhậu với mình đó chết rồi. Con người đã chết rồi. Bây giờ đang đứng trước mặt là mình là một con người sống, một con người tu. Thưa đại chúng, con người mình nó có hai loại chết. Hôm nào mình nhắm mắt mình ngây đơ mà chết á, cái đó gọi là nhất kỳ sanh tử. Chết đó ai cũng sẽ một lần chết. Nhưng mà có những cái chết trong cuộc đời này gọi là gì? Gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Nghĩa là con người đó ngày trước rất dở, rất xấu, nhưng hôm nay người đó đã bỏ hết cái tánh xấu, cái tật sống đó rồi. Bây giờ người này là một con người tốt. Vậy thì cái tội, cái lỗi của người đó đó chết rồi. Con người mà hư đó chết rồi. Một con người đang sống đây là một con người phục thiện, con người làm lành. Chúng ta cần phải chết cái loại đó trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhiều khi mình dở quá, giờ phát tâm rồi, hướng thiện rồi, không bao giờ. Quý vị nhớ có một thiền sư, ngài viết sách. Mà ngày trước ngài viết sách theo cái thời đó, ngài đi theo những cái thời đại có những cái sự đòi hỏi, đấu tranh vân vân. Sau này người đó gặp lại, ông có phải là tác giả của quyển sách đó của 30 năm trước không? Thì vị đó nói, ồ ông đó hả, chết rồi. Còn bây giờ đang đứng trước mặt ông là một người khác. Hồi trước đứng trên cái bình diện một người đời thế đấu tranh gì đó tôi biết, nhưng bây giờ tôi là một người tốt. Tôi đứng ông trước mặt ông là một người tốt. Cho nên á, mình gặp một cái người xuất gia, có thể là bạn bè với mình hay ai đó mình quen biết, thậm chí con cháu trong nhà, nhưng mà bây giờ họ đã đi tu rồi, thì chúng ta phải gọi đúng cái địa vị, cái chức vụ của cái người đó, để hầu bảo vệ cái sự tu cho người đó. Ví dụ như cái thầy đó thầy tu, nhưng mà thầy về nhà thăm mẹ thầy, mẹ thầy vẫn nói thầy ăn cơm chưa. Chú nói ê à, thằng hai thằng ba gì vô tao biểu coi. Không có nói nữa. Mình gọi như vậy để luôn luôn nhắc nhở người tu này sống đúng với cái vai trò mà vị đó đang giữ là một thầy tu. Chờ Pháp Hòa nhớ hồi xưa ngài Mã Tổ ngài đi về làng sớm của ngài, thì trong làng ngài vừa bước tới làng thôi, cả xóm chạy nhau, ê chạy ra coi cái thằng con nhà họ Mã nó mới về kìa, thằng con nhà họ Mã nó mới về kìa. Từ đó về sau ngài làm một cái bài kệ gọi là người tu không trở về quê hương, mà để cho, tại vì người ta không biết ta gọi như vậy, phải không? Và nhiều khi chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không có giận hờn gì cả, nhưng mà ở đây mình là một Phật tử thì chúng ta phải hiểu rằng ai đó chúng ta phải gọi cho đúng. Thậm chí các vị xuất gia đó, quý vị cũng phải gọi cho đúng tên, đúng chữ. Pháp Hòa ví dụ, cái cô ca sĩ đó đó, hoặc cái ông nhà thơ đó, ổng tên ổng ba chữ, mình gọi đúng ba chữ nha, nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Chứ không bao giờ mình nói nhà thơ Chương, ai hiểu Chương gì? Nhà thơ Vũ Hoàng Chương. Rồi nhạc sĩ
Trịnh Công Sơn chứ không ai gọi là nhạc sĩ Sơn. Vậy mà bây giờ mấy thầy mình kêu tắt không à, lên đưa cho thầy Sơn, thầy Năm, thầy Hiền, thầy đó. Nhạc sĩ mình gọi đủ chữ, ca sĩ mình gọi đủ chữ, mà các vị xuất gia mình phải gọi đúng hầu gì, hầu bảo đảm đúng cái vai trò để cho giúp cho cái vị đó tu. Cho nên quý vị gặp một thầy trẻ mà bạch thầy xứng con, không phải là mình không muốn cũng không sao. Quý vị có thể nói thầy tôi cũng không sao hết á, người tu có gì trở ngại. Nhưng mà ở đây mà chỉ giải thích, mình nói như vậy để cho tự người đó phải thúc liễm, phải tàm quý, phải xấu hổ. Trời ơi, bữa nay quý bác gọi mình vậy, thôi phải ráng tu cho nó vững chãi để đúng với cái xưng gọi của người ta. Có cái bà vô ngồi thiền chung vậy nè, thì có chú tiểu, chú ngồi thiền, mà hễ mà trong đầu chú khởi gì á là ngày sau bà đó bà biết. Thì có cái bữa đó chú thèm ăn bánh bông lan, sáng hôm sau bà làm bánh bông lan bà đưa chú, thì nó trời ơi, đêm hôm mình ngồi mình khởi tâm mình thèm bánh bông lan, bữa nay bà già rồi bà đem bánh bông lan vô, chắc không sao đâu, cái này chắc tình cờ. 3-4 bữa sau ông thèm món khác, ông nói thèm ăn bánh xèo, trong bụng khi ngồi thiền thèm, bà cụ đổ bánh xèo đem vô dài 3 lần như vậy. Ông nói chết rồi, bà này bà tu có thần thông, mình nghĩ cái gì bà biết hết, mà may phước mình mới nghĩ tới đồ ăn, mình mà nghĩ nhỏ đó đẹp quá chắc chết. Thì nhờ cái bà cụ đó đó, nhờ bà cụ đó là ông này cũng khởi gì, bà cho nó khởi gì, vậy mà thúc liễm ổng. Bây giờ mình may phước là mình mới khởi đồ ăn thôi, chứ nếu mình ngồi thiền mình thấy trời ơi bữa nay cô đâu có đẹp quá là bà này bà biết là mình mắc cỡ chết. Quý vị thấy được điều đó không? Thì qua cái câu chuyện đó để chúng ta muốn nhắc nhở đó. Rồi có một thầy kia, thầy đi qua đò, đi tới bến rồi thì cô gái lái đò mới nói: dạ thưa mọi người, trả tôi mỗi người 1 đồng, riêng thầy xin trả con 2 đồng. Ông thầy chưng hửng nói: tại sao? Dạ 1 đồng qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Tuần lễ sau ổng qua đò tiếp, kỳ này không nhìn thẳng, qua tới bến nước bên kia: mọi người xin trả tôi 1 đồng, riêng thầy xin thầy trả con 3 đồng. Tôi không có nhìn cô à nha. Dạ con biết thầy không nhìn thẳng con, nhưng thầy nhìn con lén qua ánh nước. Nín hình chịu chết. Lần sau qua tiếp: mọi người chỉ cần trả tôi 1 đồng, riêng thầy trả con 5 đồng. Tôi không có nhìn thẳng cô nha, tôi không có nhìn cô qua nước à. Dạ con biết thầy nhắm mắt, nhưng thầy đang tưởng tượng con. Những câu chuyện đó chỉ muốn nói lên cái gì? Cái tâm niệm của mình. Nếu những người mà người ta thông đạt, người ta có thể thấu đáo, và đồng thời những gì nó đến với mình, biết đâu chừng những cái mình ứng xử đối tốt với người ta lại là một cách đưa người ta vào cái chỗ tu hành. Có nhiều khi quý vị biết con mình đó, nó dở, nhưng đừng bao giờ chê nó, hoặc là đừng bao giờ thường xuyên chê nó, phải khen để chi, để nó tự thấy bổn phận nó phải làm tốt hơn. Mình cứ chê nó và mình đem người khác ra so sánh, nó sẽ nó bị gì, nó nghĩ rằng mình mất điểm trong, nó mất điểm với mình rồi thì nó không cố gắng nữa, thế thôi. Cho nên đối với người xuất gia, mình có cúng dường cho vị xuất gia đó, chẳng qua là các vị đó nhận, nhưng mà phải có cái bổn phận, phải tu như thế nào để xứng đáng nhận cái của này. Thì cái đó là một hình thức mà chúng ta đưa cái vị đó vào trong cái khuôn khổ của sự tu. Thôi thì thời gian cũng không có cho phép nữa, Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây. Có thể còn một vài câu hỏi, nhưng vì hết giờ, mong đại chúng thông cảm. Thì xin trước hết con xin tri ân sư bà viện chủ đã tạo duyên lành cho chúng con được về đây. Trước là kính thăm sư bà, thăm chùa lễ Phật, kế đến là sư bà tạo duyên cho chúng con được một ngày tu học như thế này. Kính nguyện hồng ân Tam Bảo thường luôn gia hộ sư bà, thân tâm được an lạc, mãi mãi làm cái cổ thụ che mát cho tất cả chúng con. Và cũng xin
cảm ơn, tri ân đến sư cô trụ trì cùng tất cả chư ni ở đây đã hết lòng hỗ trợ lo lắng cho chúng ta để chúng ta có được một ngày an ổn tu hành như thế này, phải không? Từ cái sự sắp xếp cơm nước cho đến mọi cái tổ chức, ngày hôm nay chúng ta được an ổn như thế này, một ngày cũng nhờ quý sư cô tận tâm chăm sóc mình, cũng như tất cả quý đạo hữu trong chùa ban tổ chức đã phối hợp với quý sư cô tổ chức một ngày thật bình an cho chúng ta. Kính mong đại chúng thân tâm an lạc, luôn luôn được sức khỏe. A Di Đà Phật. Nguyện đem